Đây là mảnh đất gọi là Thiên Long Giang. Ở Thiên Long Sơn có 500 hectare, bữa hổm tuyên bố là cho cộng đồng, cái này của cộng đồng. Cả cuộc đời của mình là mỗi sáng thức dậy, sức khỏe, trí tuệ và những cái gì cho người Việt là cho người Việt chứ không cho cá nhân gia đình nữa. Thì nghe Phương á, Phương có đẹp. Dạ chị Phương đang tới. Chị nói sao không? Thì Phương nó cũng dạ dạ. Anh là anh Nhân phải không? Dạ 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 anh Nhân. Anh là mục sư hả? Dạ. Mục sư phải đeo cái mặc áo đen rồi cho tao biết. Dạ. Này mình mục sư võ. Dạ. Cho nên mặc áo hiệu này hiệu gì con? Hô lồ sư phụ. Cũng giống mục sư phải không? Tại vì mình ước làm được chức mục sư mà làm nổi. Khó quá. Mình sư phụ thôi. Ở Mỹ giờ có 5.000 đệ tử, Việt Nam có mấy chục triệu người, trời nhiều con quá. À Phương này em gái nuôi của mình, thì cho nên cả năm nay á, đứa em này á thì nó cũng muốn kết nối, tại vì giống như mình nói đất này là tặng cho cộng đồng, Thiên Long Sơn cũng vậy. Và cái ý nguyện của mình á khi về đi ra đi á là có những cái nơi cho người Việt lớn tuổi ở những vùng tuyết lạnh á, họ sống cô độc á, con cái bỏ bê gì đó về đây kiệt nuôi hết, nhưng mà khả năng giới hạn, tại cục nhôm cục sắt mà đâu phải tiền trên trời rớt xuống, cục nhôm cục sắt mới thành cái đất này, tức là cái hãng của kiệt làm về CM á, về chip á, thì cũng là mồ hôi nước mắt, nhưng mà cũng là hơn được nhiều người. Nhưng mà trời cho thì mình cũng phải cho lại những người Việt thấp kém, không có đủ phước như mình. Nghe anh cũng làm từ thiện. Thì Phương này nói kỳ này anh Kiệt nhất định qua đây gặp anh Nhân. Vì những ý nguyện của anh Nhân sẽ thực hiện được và không tốn đồng nào. Là em nói đúng không? Đúng rồi. Em nói rất là nhiều lần mà anh chưa bao giờ anh tin. Trên đời này chẳng lẽ có thằng Kiệt thứ hai. Không. Nhưng mà bữa nay gặp mình á. Anh Kiệt ơi, còn nhiều người nữa, thứ ba. Đó là Kiệt thứ ba, thứ tư nữa hả? Trời ơi, anh Kiệt là anh không có xài gì nữa thì anh mới cho cộng đồng. Còn lẽ có thằng Kiệt thứ hai thì mình không còn Kiệt thứ hai mặt mũi như thế nào. Nhưng mà cái đứa em gái này á là cầu nguyện ngày nào cũng nhắn tin. Anh nhất định qua kỳ này đừng bỏ lỡ. Thì hôm nay gặp được Kiệt thứ hai. Kiệt thứ hai. Xin chúc mừng cho sự gặp gỡ này. Bữa nay cái quan trọng là còn nhiều anh Nhân nói sao phải làm vậy nha. Có em nói là xây cái ước nguyện của anh là một cái chung cư từ 1.000 tới 5.000 cái unit cho những người Việt Nam lớn tuổi khắp nước Mỹ, khắp thế giới quy tụ về đây, có Phật, có Chúa, có Thượng Đế, ai đạo nào giữ đạo đó, không có bắt buộc, ai thích gì cứ đó, này mà là tự nhiên thiên nhiên. Thì để mà mình làm một cái cộng đồng mình đoàn kết, mình phải đoàn kết hải ngoại thì quốc nội đoàn kết. Ở quốc nội sống là họ hướng về hải ngoại chúng ta. Hải ngoại chúng ta không có đoàn kết, không có giàu có. Thì quốc nội á, người ta mỗi ngày người ta cảm thấy là giống như không có sự che chở. Đây mỗi năm người hải ngoại gửi về mấy chục tỷ về Việt Nam hả? Trời ơi, bắt trọng biết. Không có hải ngoại mình là ở bển là... Thì đại khái Kiệt nói mấy câu. Hôm nay có mặt ở đây là do đứa em này kết nối. Chứ Kiệt cũng lần đầu tiên biết anh đó. Và anh có gì nói. Mọi người cho anh Kiệt và Phương một tràng pháo tay. Sự kết nối tuyệt vời của Phương nha. Thôi chứ không có phải kết nối. Nghĩa là anh em đi lo dùm cái ước nguyện của anh, tại anh cũng bận á về cái lãnh đạo về tâm linh, thì cái chuyện về kinh tế và xây dựng á, nói chung là anh cũng muốn lo nhưng mà anh không có đủ thời gian để lo. Thì Phương có nói với anh là anh cứ yên chí đi, anh lo cái chuyện của anh, em sẽ lo về kinh tế cho anh. Thì ngày hôm nay á là Phương đã đi được một năm và đã đi kiếm được một con đường, thì bây giờ con đường này sẽ thực hiện, và cũng nhờ cái sự giúp đỡ của anh và hỗ trợ của anh lúc nào cũng có, nên là Phương nói gì thì anh đều ủng hộ. Đó là cái vấn đề, là anh ủng hộ chứ không phải là Phương muốn mà được, đúng không? Thì bây giờ là có Nhân là cái người cũng
mới sáng lập ra một cái chương trình giúp đỡ người cộng đồng đó anh, và muốn xây dựng cái community Vietnamese giống như anh muốn vậy á. Thì cái sự năng nổ và tuổi trẻ của Nhân á cũng là một cái đầy đủ nhiệt huyết để mà làm cái sự thật đó trở thành sự thật. Và em cũng mong muốn Thiên Long Sơn là một cái nơi bật sáng nhất và phát triển lần đầu tiên luôn của cái cộng đồng Việt Nam để mà Nhân cũng muốn xây. Thì Nhân đây á, là anh Kiệt đứng đây, thì cái lời mà chị nói với em đó thì anh cũng muốn như vậy. Thì em cũng vậy. Em kêu bằng em hả? Nhỏ hơn em. Ôi, mình già nhất cho ta, mình mới có 55 mà anh Nhiêu. Dạ, trước tiên là em cảm ơn Kiệt và cũng cảm ơn chị chị Phương. Thật sự là trước đây tới đó em có hỏi là phải xưng hô với anh Kiệt thế nào. Để tới đây thì thấy cũng nhiều người gọi anh Kiệt là sư phụ, là thầy, thì rất là trân quý. Thì em cũng không biết mình phải xưng hô thế nào. Kiệt đó anh em được rồi. Thân tình anh em hơn anh Kiệt ha. Em cảm ơn cho phép cái điều đó ha. Anh em giống như bên đây của em cũng vậy, có người kêu mục sư, có người kêu nội kia, nhưng mà cũng có chỉ là kêu em, có người kêu thằng luôn. Kêu thằng mà kêu thằng. Dạ tại vì chữ thầy với là chữ thằng nó sát bên chút xíu à. Ok, đó là ok, anh em kêu sao là cho nó thoải mái. Còn em ra bên ngoài cũng vậy, tùy tùy theo tuổi tác. Khai thác nhưng mà khó, nếu mà mình làm đúng. Yeah. Còn mình làm chặt những gì mình nói thì lúc đó làm chặt. Nên thấy như vậy mà nó ai giống cũng vậy đâu không? Dạ thì quay lại vấn đề đó là xin phép là tại vì em chị gọi cho phép anh, cho phép gọi bằng anh thì chứ thêm gọi anh em cho nó thân tình ha. Dạ thân tình. Dạ, xin phép các đạo hữu ha, là mình gọi cho thân thiện thôi. Dạ. Rồi nói về tuổi tác thì thật sự em còn rất là nhỏ. Không dám nói là từ trẻ nha, từ nhỏ. Là em sinh năm 82, mới 42 tuổi thôi. Dạ, cho nên là đáng tuổi em út, thậm chí cháu chắc, thậm chí là đáng tuổi con. Cho nên còn là em xin phép thì anh cho em còn đó. 82, cùng mạng thủy thôi. Okay. Nhớ năm 82 là năm nước lục ở Việt Nam mà. Anh cùng mạng thủy với anh đó. Dạ, ok thì... em thì không phải là... trước đây cũng làm một số công việc nho nhỏ về từ thiện hay là cái gì đó thì mang tính chất là đơn lẻ nhỏ thôi. Nhưng mà khi trải qua thời gian thì mình thấy cái việc mà làm từ thiện của mình đó nó không có hiệu quả lắm. Không hiệu quả đó, khi mình cho là mình đã tặng cho trời cho đất rồi, cho người cho nhân loại rồi, thì mình không có tính là gọi là hiệu quả hay không hiệu quả. Nhưng cái tính chất hiệu quả ở đây đó là cái hệ quả của nó. Khi mình thấy cho một số người, thậm chí những cái người mà em đã giúp đỡ rất là nhiều về tài chính, về nhiều thứ, nhưng mà trải qua một thời gian cả gần chục năm quay trở lại thấy họ vẫn cứ muốn đi xin thôi. Và có nhiều cái cuộc đời quen qua bên Mỹ thì em ở nhà thì gia đình không phải khá giả gì, nhưng ba mẹ hai bên là chưa bao giờ từ ngày em cưới vợ chưa bao giờ để bố mẹ vợ phải đi làm. Cha mẹ của em từ lúc em trưởng thành chưa bao giờ để cho mẹ đi làm. Nhưng mà đi qua bên Mỹ thấy tuổi của những người bạch cha mẹ của mình á là phải đi làm, tự nhiên cái chịu không có nổi. Và thấy rất nhiều cái cuộc đời phải bon chen trong cái cuộc sống xã hội. Rồi thấy nhiều bạn trẻ đi học hành là phải khó khăn với vấn đề cái tiền nong đi học. Nhiều người phải lao động ở Mỹ này không có một cái thời gian cho gia đình hay là thời gian đi du lịch, đi nghỉ dưỡng. Nói chung chất lượng cuộc sống không có, tổng thể những điều đó lại em quyết định muốn chuyển cái hướng từ từ thiện thành tương trợ. Và cái cách tương trợ thì mình làm việc một cách đó nó có một cái sự connect lớn hơn, tạo ra được một cái nguồn tài chính lớn hơn cho cộng đồng, tạo nên có sức mạnh được và thật sự mọi người cộng hưởng nhờ sức mạnh của tập thể. Giống như mình đã có cộng đồng, giống như mình có tập thể, tại sao mình không vận hành cái tập thể đó trở thành có sức mạnh thực tiễn. Cho nên chính vì đó mà từ cái quỹ từ thiện của em nó biến thành cái quỹ tương trợ cho đến ngày hôm nay. Bên cạnh đó mình vẫn còn làm từ thiện nha. Thì em nhờ sự yêu mến, ủng hộ của cộng đồng thôi, là nhờ được cái sức lực của tập thể, chứ không phải là em có số tiền gì đó ghê gớm để mà đi làm được chuyện lớn, không phải như vậy. Gọi là trong em đó là có giải pháp. Ví dụ như miếng đất này, em phải có một cục tiền thật lớn để xây dựng, nhưng có sẽ giải pháp để xây dựng nó. Chứ mà nói xây dựng nó không tốn đồng xu nào đây hả? Không phải. Ủa, thật sự tốn rất nhiều. Khác một chút rồi đó nghe. Em kêu anh đứng đây á, là gặp ảnh là không có tốn đồng nào, anh chị không có đồng nào. Đúng. Ok rồi, để giải thích tiếp, giải thích tiếp. Đó là không phải là một ai đó bỏ ra, mà mình sẽ có giải pháp để làm sao có tiền xây dựng đó. Chứ đương nhiên mình xây dựng là phải có tiền đúng không ạ? Nhưng mà tiền đó ở đâu ra, đó là vấn đề.
Thì đó là như vậy, cho nên là ông nói là mình có giải pháp, mình có cộng đồng, và khi mình có được những cái mảnh đất tốt, mình có những dự án tốt, mình có kế hoạch tốt, thì mình sẽ có được cái nguồn tiền để mà mình xây dựng. Và sau khi mình xây dựng không phải để nhà hoang đó, mà xây dựng là phải có người mua ở. À, thì đó là cái kế hoạch quay mà Thiên Nam làm cũng một số nơi, đó là như vậy. Và hôm nay được biết được tới cái anh về với tinh thần của anh nữa. Thật hư thì chưa biết rõ, chị cũng anh nghe chị, anh nghe em qua chị, em cũng nghe anh qua chị thôi. Cho nên đó là đây mình sẽ có cái cơ hội để gặp nhau, rồi có lúc sau này đó có thể là chi tiết qua những cái vấn đề nữa. Đây, chúng ta này một chút thì giờ hiểu Kiệt mua đất này và đồng thời có ý để xây những cái chung cư. Dĩ nhiên là từ thiện là một chuyện, nhưng mà giữ cái phong tục của người Việt Nam thì Việt Nam cần có nơi này để cắm dùi, cắm mấy cái cờ chấm nghĩa. Cho nên cái này chưa có layout ra khu nào là khu nào. Và mình đất ở Mỹ này mình là tạm dung, mình không phải là quê hương của chúng ta. Mà mình có cái này thì mỗi hàng năm cho những cái tiểu bang lân cận họ về đây, chủ yếu vẫn là giữ cái nền phong tục của mình và đồng thời song song với từ thiện. Đó là lý do tại sao là cái ý tưởng xây. Chứ còn nếu mà ngày Kiệt ra đi á, mấy hàng đệ tử á, nhiều khi cái board director nó 12 người nó bầu bán rồi xong mất đúng không? Nhưng mà phải có những cái nơi để mà xây dựng. Rồi người Mỹ ở Thiên Long Sơn không vậy, chỉ có 500 mẫu mua mấy chục triệu thì cũng cho. Người Mỹ những cái khu housing chính phủ Mỹ họ đòi vô họ xây, nhưng mà mở ra public thì lúc đó sắc dân của mình có mấy trăm nghìn người, nó ít hơn người Mỹ đen, những người low income á, thì mình lại mất đi cái mảnh đất. Cho nên Kiệt mới không cho người Mỹ xây. Hiện giờ Kiệt muốn người Mỹ vô đây xây vẫn xây được, nhưng mà lúc đó nó không phải là người mình được chọn lựa, mình không phải là management nữa. Còn trước khi ấy thì Phương có nói là chỉ người Việt không, thì cho nên nó làm cho Kiệt có một chút xíu interested, tức là coi có cùng chung thuyền đúng không? Dạ. Thì người bơi mũi, người bơi lái đúng không? Thì cũng chứ. Thì dạ. Cuối cùng anh cũng có lợi, chị cũng có lợi, nhưng mà với điều kiện là không có được refund. Còn nếu là không được, chỉ có cái line insurance, cái thân này, xác phàm này về các bụi. Những hàng đệ tử sẽ chỉ có line insurance lớn lắm. Một cái góc nhà băng New York này nó có thể bị sập, nếu mà Kiệt đi thì hàng đệ tử cũng có thể dùng tiền đó xây. Cái trust cũng đưa cho họ thiên mấy hàng đệ tử có. Nhưng mà nó kiểu muốn nó có hiện hữu trong lúc mà mắt này còn nhìn thấy được. Nó khác nhau. Dạ. Cho nên nó mới tìm những cái nhà tập thể như anh vậy nè. Chứ kiểu cũng muốn refund dễ lắm. Với cái tiếng của Kiệt với Thiên Long Sơn, Kiệt xin tiền thiếu gì người cho. Nhưng mà đã thời rồi, xuống trần không có muốn mang nợ một sen một cắt nào của người Việt. Chỉ cho ra thôi, không có muốn thu vô. Biết bao nhiêu tập thể ở Cali á, gặp Kiệt hoài à, muốn dùng danh tiếng Thiên Long Sơn để xin tiền mà Kiệt đâu có chịu. Hội đoàn này, hội đoàn nọ. Cho nên Kiệt nói để cho anh đừng có mất thời giờ, phải không? Dạ. Anh chỉ có xây, không có tốn tiền thì xây. Dạ. Còn nếu mà dùng cái này mà để đi rồi sau đó này nọ, và Kiệt sẽ không bao giờ làm cái gì trước khi một mình là Kiệt ra nói chuyện. Sau lưng Kiệt có 3 tập đoàn luật sư lớn ở Cali và New York, và có khoảng mấy chục người là có trí thức sau lưng để mà coi những sự việc Kiệt ra đời, Kiệt làm việc. Chứ không phải một mình Kiệt đứng đây muốn nói hay muốn làm gì làm. Cho nên hôm nay thì mình giao duyên để làm bạn trước, rồi từ từ tìm hiểu nhau. Dạ. À, đó là vậy, hiểu không? Chứ không phải khi xong rồi cái bắt đầu anh đi chỗ khác anh nói ô Kiệt cũng gặp tôi rồi, Kiệt cũng nhờ qua World Life phong này, World Life phong lần đầu tiên mới biết World Life cách đây có 2-3 ngày chưa bao giờ biết luôn á, cũng chưa bao giờ biết ai là ai luôn á, chưa bao giờ biết luôn. Đừng có đó vậy, cái này của gặp gỡ để giao duyên làm bạn nhau thôi. Yeah. Chứ đừng có, tại vì những người mà đến gần Kiệt rồi họ thường đi ra cái nói ô Kiệt cũng tìm tới tôi. Kiệt trên đời này chỉ có cho ra chưa xin ai sen nào, tới ngày hôm nay mười mấy hai chục năm nay mấy đứa em này nó biết. Tại vì cái nguồn tiền đó, nó phải đi. Ở Mỹ này anh nên nhớ, một đồng một cắt ra khỏi nhà băng nó có cái trade.
cái hãng có gì cái hiện giờ cũng đang hoạt động 500 người, mỗi một tháng nó cho Kiệt vài triệu để mà sinh hoạt ở đây, sinh hoạt trên kia, mấy đệ tử xây dựng. Thì nó có nguồn tiền thật, nó là một cái donate từ cái corporate của mấy đứa con. Kiệt đã retire 10 năm rồi, cho hãng lời cho mấy đứa con rồi. Tương lai cái hãng đó cũng cho nước Việt, nếu mà nước Việt đi đúng đường. Còn nước Việt đi không đúng đường á, thì mấy đứa con làm chủ. Kiệt dám nói cái này, nói nhiều lần rồi, không có sợ. Thì con nó cũng không có đủ khả năng để run cái hãng đó. Thì cái đồng tiền ở Mỹ này đưa đi từ một cái thác ID này qua thác ID nọ đều là phải đúng cái bracket để trừ thuế. Non-profit 50%, luật của ông Trump, luật của Biden 50 vẫn là cái tâm thiện. Còn nếu mà Kiệt muốn giàu thêm, Kiệt đi mở những cái công ty qua Austin nè. Mấy customer Intel nó kêu qua Austin hoài, Kiệt đấu mở kêu về Dallas, Kiệt không đi nữa. Nó không có giờ, ta không muốn ham tiền nữa. Thì cho nên mình phải biết set một cái level nào mình đủ. Thì Kiệt đã set cái level vừa đủ rồi. Nó không có khá như là bỏ một lần 50 triệu xây chung cư vô một cái rầm. Nhưng mà chút chút, một tháng xài vài 300 nghìn cho sinh hoạt họ thiên thì Kiệt dư sức. Cho nên mới cần có, không phải là cần nha, dựng không thì không có dùng chữ cần, sự kết phối hợp à. Phối hợp mà nếu kết mà hợp. Nếu mà anh mà có tiền tỷ sau lưng mà cái nguồn gốc mà Kiệt biết được thì chúng ta là bạn muôn đời. Dạ. Về trời cũng là bạn luôn. Cho một tràng hết tay đi nào. Đúng không? Nhưng mà Kiệt phải biết nguồn gốc. Dạ. Cái nguồn gốc này là cái đi từ cái tâm tốt, cái tâm từ thiện. Chứ còn sau này biết được cái tiền này là tiền tham nhũng, tiền sân trước sân sau, tiền bán áp phiện hay là tiền của mẹ Việt Nam ốm heo gầy mòn, chị sẽ không bao giờ nhận một đồng. Yeah. Cái ngày ông kính này thì đấy, anh đừng có mất thời giờ thôi. Yeah. Để em giải thích cái vấn đề này về cái tài chính đó, là em chị rất là honest, thẳng thắn vậy đó. Em là người đi làm tài chính cho Nhân rất là nhiều. Tại vì nói thẳng ra là những cái dự án mà Nhân đưa ra đó thì có những cái planning development xong á thì tụi em sẽ đưa vào ngân hàng. Và ngân hàng sẽ đưa tiền đó ra để mình xây dựng. Thì ngân hàng sẽ đưa tiền ra với cái giá là lãi suất thấp. Thì mình mới làm cái dự án của mình lên. Thì trong cái dự án đó, giống như đây là cái dự án mà em muốn khởi sự ở đây, là cái Vietnamese community á, nó vừa có nhà thờ, nó vừa có thiền viện, nó vừa có khu nhà ở, vừa có khu housing để mà mình phục vụ cộng đồng Việt Nam. Và giống như Nhân chỉ đi phục vụ cho người Việt Nam mà thôi, cho nên Nhân kết nối toàn cầu là người Việt Nam. Chính vì Nhân muốn người Việt Nam mình phải giàu có và lớn mạnh, cho nên đó, cái hệ thống này nếu mình đưa cho Mỹ xài đó, Mỹ nó sẽ làm tốt rất là nhiều hơn mình. Nhưng mà người Việt Nam mình đó là bị lo sợ rất là nhiều, cho nên khi cái hệ thống này đi á, họ cứ nghĩ là mình đi xin tiền họ để mà làm việc. Nên là khi mà nói ra đó, họ cứ lo sợ là có tôi vô đây á, tôi có phải đóng góp gì hay không, hay là tôi vô đây tôi có phải đưa tiền vào để xây dựng hay không. Nhưng mà thật ra là không, bởi vì những dự án mình layout lên á là mình có nhà băng và mình đưa vào nhà băng để thấy cái đó là development của mình, và nhà băng phân tiền ra để mình làm việc. Và khi mình phân tiền ra vậy đó thì dĩ nhiên khi mình xây nhà ở đây lên á thì phải có người ở, đúng không? Thì tụi em mới tính á, là ví dụ như một cái căn nhà mà xây trên mảnh đất của anh á, không phải bỏ tiền ra mua đất, thì cái căn nhà đó phải xây rẻ. Mà xây rẻ với cái thị trường như vậy á thì mình chỉ lấy giá lại một nửa thôi, một nửa tiền của cái căn nhà đó để trả về cái nhà băng. Còn một nửa tiền á là từ thiện của tụi của Nhân làm việc và làm về kinh tế sẽ đẩy vô cho mọi người thêm cái nửa tiền đó. Nghĩa là mình đi mua cái miếng đất, mình mua nhà ở đây đi hoặc là những khu khác đi. Tại sao ngày hôm qua đó là tụi em đưa lên chương trình đó, nhà mua cái 50% thôi. Bởi vì sao? Là tại vì hội từ thiện đã có tiền cho thêm. Còn mình cũng phải góp sức lại, cho nên là gọi là tương trợ lẫn nhau. Nghĩa là anh cũng bỏ một phần và hội từ thiện cho một phần. Chứ không thể hội từ thiện cho hết như lúc xưa là mình đi xin và mình có, rồi mình cũng vẫn vậy. Yeah, nói cái này trả lời được thì trả lời. Thật sự cái phần có bao nhiêu và cái nguồn gốc nó từ ở đâu ra cái phần này. Tại anh không có muốn cái đồng tiền đen mà lọt vô cái mảnh đất thiên này á. Hiểu không? Tại vì mình là người tâm linh đó, làm gì cũng không qua nổi ông trời đâu. Nó phải có nguồn gốc.
Đội tiền xã hội đen mà đưa vô đây là chết anh luôn á. Làm bao nhiêu tiền nói về để em nói cái này cho anh đó là về vấn đề đó thì hai thứ là à, thật sự có bao nhiêu trong đó, hai thứ có thể yên tâm thì, là có thể nói cho anh thì có bao nhiêu liền luôn á. À, thứ nhất là không có tiền đen tiền đỏ gì ở đây. Ừ, nhưng mà à, đó là anh có bao nhiêu và đồng thời cái nguồn gốc bao nhiêu từ đâu ra. Thứ hai nữa đó là tiền không phải là đi xin từ một tổ chức nào khác, không đi xin ai hết, tiền của từng cộng đồng của mình và từ kinh doanh mà ra, và từ hệ thống ngân hàng như chị nói. Bất kỳ có một cái tổ chức nào mà nếu mà nó quá lớn so với số tiền mình đang có tiền của bà Nguyễn Thị Lan chuyển qua đây. Sự kết nối tài tình của Thu Phương á đến với nhau vì cái tâm và cái sự dự án của anh Kiệt cũng như là cộng đồng của Vợp Lai sẽ đem đến những cái từ nguồn phân từ Phương với lại từ mọi không người. Để trả lời anh dạ. Có bao nhiêu dạ. Từ cái đâu cậu mình là người dạ, nhanh gọn lẹ phải không? Hồi nãy anh nói đó là chị Phương biết anh và anh tin chị Phương cho nên mới có buổi này. Em cũng vậy, em biết chị Phương và tin chị Phương, và đồng thời tiền á thì thật sự đó là chị phân cho em chứ không phải đầu ra hết á. Cái đứa em này bao nhiêu tiền mình biết tại mà vì, tại vì ở đây đó là tiền là từ hệ thống ngân hàng mà chị là phụ trách. Dạ. Dạ cái từ cái có nghĩa là em á lúc đầu cũng chưa có tính xây ở Mỹ. Cái nguồn tiền này ở bên bang của Thụy Sĩ nó cho mình phát triển ở Đông Nam Á. Nghĩa là phát triển ở Philippines hay Việt Nam thì em đi về Việt Nam á em mới tính làm những dự án ở Việt Nam. Thì Nhân mới nói là tại sao chị không làm ở Mỹ trước để mình nổi bật xong rồi mình mới đi về Việt Nam. Thì em mới quay ngược lại thì em mới nói là tính là làm ở Việt Nam cho anh Kiệt thấy. Là bởi vì mình ảnh muốn ở làm ở Việt Nam mà ảnh đâu có muốn làm ở Mỹ. Tại vì anh muốn là em cứ làm cái gì thì em làm ở nước Việt Nam đi là được. Nên anh giải thích là em nghe không có clip kỹ. Chim Hiền đó là 6 triệu hải ngoại nhưng mà nó cũng phải có như Yến vậy đó. Yeah, khi Việt Nam á là vô tổ để Yến phải không? Yeah. Còn khi bay ra biển là này như là biển vậy đó. Mà nó có nơi đời con đời cháu mình. Cho nên đâu mình cứ đi về về. Chứ không phải là về cái là bỏ ở đây hết đúng không? À, chỉ có mình anh là chưa coi ở Mỹ là quê hương thôi. Kiệt qua Mỹ năm 80. Kiệt vô quốc tịch Mỹ khoảng năm 85. Thì bây giờ đã quốc tịch Mỹ bốn mấy năm chục năm rồi, cũng như người Mỹ, nhưng mà chưa bao giờ có một ngày nào sẽ nghĩ sẽ ở Mỹ. Dạ, yeah, thì cũng lúc đầu là bên cái từ thiện này. Thì nhưng mà mấy đứa này khác. Vậy là anh nói là tiền là em biết, vậy em có bao nhiêu tiền? Không, ổng bác sale cho em đúng không? Không, thật sự đó là mình có hai, nói chung tiền thì có nhiều nguồn hết. Đây là nguồn xây cầu từ trong cái ngành tài chính kinh tế của em ra, thì khi có dự án nào đó em sẽ đổ vào. Nguồn thứ hai đó là nguồn từ ngân hàng. Thực sự ngân hàng của mình thì không biết bao nhiêu, nhưng mà những cái hỗ trợ từ ngân hàng nói chung là thấp nhất là phải từ 120 triệu trở lên. Nhưng mà tôi nghĩ là tới vậy mình không có trời cuộc đời anh không có gì là biết mặt. Em cũng có gì biết mặt. Em nói thì anh kể anh có nhiều tiền. Bây giờ mình nói như nghe nè, ngân hàng mặt mí hết đó, đi ngân hàng Thụy Sĩ người ta cho mình mượn từ 180 triệu đô trở lên. Nghĩa là mình xây một dự án thì họ sẽ đưa ra 180 triệu đô cho đến 500 triệu đô. Thì một cái dự án mình có đó là mình planning out hết tất cả mọi thứ mình đưa vào đó xây dựng như thế nào thì người ta sẽ phân ra từ 180 triệu cho đến 500 triệu. Thì bên Nhân á là cũng có một cái ngân hàng mà chuẩn bị làm cho ngân hàng Việt Nam. Nói luôn không cưng? Được. Nhưng mà ảnh sẽ rất là ngạc nhiên là trời ơi, một thương một kiểu bằng cưng. Anh chỉ biết á, ngày xưa là em ủng hộ thầy ông Lai, ông lên như là mây. Bây giờ ông tạo quá trời nghiệp, không biết em có bị cộng nghiệp không. Sau đó em ủng hộ thầy Phúc lên như là vậy là thiên đàng luôn. Bây giờ ông cũng sắp xuống địa ngục rồi. Không biết em có bị ông nữa. Nên mới coi lại anh. Đại khái là tôi tin anh. Nhưng mà mình làm cái gì ở Mỹ này tôi chỉ nói thôi. Tại khi mình làm sai á, mình sẽ làm mất lòng tin của những người thiệt đi sau. Cho nên Kiệt là rất là honest, rất là thẳng thắn. Đời của Kiệt là nằm như là bằng tay nè. Ai muốn biết cái gì á, về núi về hãng Kiệt. À, thí dụ như không có gặp được những nhà từ thiện, đại từ thiện như anh, sau này Kiệt cũng sẽ gặp một thằng đại gia, thân chí thân sao mà nó sắp sửa ngắt ngư á. Thì nó nói ok, tâm nguyện anh tôi sẽ tôi hoàn sẽ thành. Thì lúc đó người Việt chúng ta có phước. Còn nếu không nữa thì Kiệt có thể làm được, nhưng mà Kiệt muốn cái mảnh đất mà muốn linh thiêng mà lâu dài mà chung cho một khối người Việt, một
trăm triệu ở trong nước đi tới đi lui có nơi này để mà họ travel á, và đồng thời á, cho Linh Thiên và họ Trần, họ Nguyễn đủ loại họ đó, thì trăm phải họ. Nhiều bàn tay góp chứ cái gì cũng một mình chị không thì nó không có ý nghĩa, hiểu không? Cho nên chị chừa cái khoảng thời gian để mà cho những người Việt ở ngoài kia để họ có tới, họ có hiểu được chị muốn cái gì không, chứ dư sức chị có thể làm được đó. Chị xây biết bao nhiêu cái building cho những hãng khai thác được, sao chị xây một cái chung cư không được chứ, suy nghĩ đi. Dạ. Suy nghĩ đi. Đâu có khó đâu. Nhưng mà về mấy vị nói về công đức, con phải cho mọi người góp một bàn tay thì lúc đó mới giữ được cái phong tục của mình hàng nghìn năm ở ở xứ xứ người. Chứ cái gì cũng kiệt hết, rồi đến lúc kiệt về trời rồi đi kiếm tiền sao ra. Ý là vậy thôi, chứ không phải là chị không có làm nổi. Cái vấn đề ở đây là tại Phương hiểu cái tâm của anh Kiệt, à, tại vì Phương cũng đi theo anh và cũng thấy hiểu cái tâm của ảnh. Ảnh muốn mọi người cùng chung sức để mà cùng xây dựng và cùng giữ, chứ không có phải một mình ảnh làm rồi ảnh truyền lại á. Thì nhiều khi á, cái sự truyền thừa đó nó không được như ý ảnh muốn. Nhưng mà nếu mà trăm họ vào đây á thì có sự truyền thừa đó cũng phải dựa vào trăm họ, đúng không? Chứ không thể dựa vào ai cũng là chủ hết. Đúng rồi. Yeah. Đó là nó mới lâu bền được. Cái đó là cái mà anh muốn, và cái sự anh muốn Phương hiểu được cũng giống như nhân muốn. Thì mua nhân cũng y chang như anh vậy, trăm họ chứ không thể là một. Thì biết bây giờ mình thấy Quang Vô sau này á, tượng của tất cả anh hùng dân tộc của mình chính xác Đinh Lý Trần là đầy ở đây hết. Rồi những cái giống như chùa Một Cột, rồi Huế hay là Bến Thành vậy đó, những cái những cái nó sẽ nằm đầy cái mảnh đất này. Mấy thằng này mình muốn mua dễ ở thôi, nhưng mà bây giờ mình đang có khoảng như ta 115-120 acre ở đây rồi đó, thì sau này nó thành một cái khu Việt Nam lớn ở miền Trung nước Mỹ. Thiên Long Sơn thì miền Tây nước Mỹ, ở đây thì những tiểu bang lân cận Mississippi hay là vòng vòng đây họ lái về dài 3 tiếng thì một mảnh đất của người Việt Nam cắm dùi. Nó cũng như là chim yến vậy đó. Mình đi về Việt Nam mình xây dựng đất nước mình, nhưng mà ở đây mình cũng phải cần có một nơi con mình lớn lên mà. Mình chỉ là lợi dụng hải ngoại để có chất xám. Khi có chất xám về mình xây dựng được. Ở Việt Nam không có trường đại học giỏi bằng trường Harvard ở Mỹ hay những cái trường đây. Học xong về bển nghe con, học xong về nghe con. Ở đây học miễn phí được tiền nữa, nhưng mà về góp sức từ bên kia. Đó là cái ý đồ của mình đó, ý đồ cao siêu vậy đó. Quá hay, quá hay. Cho một tràng hướng tay nào. Cái bạn đi về bển mà mấy đứa bển nó học. Ok, cái bao thơ bự thì cho tiến sĩ, bao thơ thấp thì cho mày kỹ sư thôi. Thì ở bển, cái bằng ở bển hải ngoại không có sử dụng được. Đúng rồi. Cho nên mình cần cái mảnh đất này để cho tụi nó biết quê hương, rồi nó học trường ở đây, nó về bển nó làm. Dạ. Đó là mù mô của mình đó. Cái ông bãi ý đồ anh muốn giống như mà nhân muốn, đúng không? Tại hôm qua là anh bận không có đi ra được coi cái dream của em trong miếng đất của anh đâu. Em bẻ hết trơn rồi. Thôi hay quá. Bây giờ nói sợ mất thì giờ có anh Nhân với ảnh là mục sư, ảnh là người cao quá không? Mình là người thấp. Thầy bây giờ em có ngon á, em xây chừng 10 vô nước cho anh coi, free miễn phí, không tốt gì hết. Không có sao luôn. Nó rẻ tiền mà, 10 vô chừng như 1 triệu mấy 2 triệu thôi, tiền lẻ của ổng. Cái này em làm trước đi. Chắc là anh Kiệt để Phương nói. Rồi sau đó mình xây cái khu bên kia là 1000 vô nước phải không? Yeah. 10 vô nước thôi. Để cho mấy đứa management nó khỏi phải chạy tới chạy lui nửa tiếng. Nó ngủ trong này luôn. Cái anh nói 10 unit nó nhỏ quá. Cái thì nó nhỏ em... mình thử trước. Không, cái riêng của em nó big lắm. Ngày hôm qua đó em trình cho mọi người khu đất của anh á, sẽ có hai cái điểm nhấn cho người Việt Nam tới ở đây. Đó là nhà thờ Đức Bà và thiền viện Trúc Lâm. Thì mình sẽ xây trên khu đất này đó một cái nhà thờ và một cái thiền viện. Rồi xung quanh đó là mình sẽ xây những căn nhà mà cho mọi người tới đây, có thể là những người yêu mến anh Kiệt ở trên mọi thế giới, họ muốn về đây được ở đây và được sống ở đây một cái không khí trong lành và về tâm linh và về tinh thần luôn. Thì những cái dự án nó mọc lên là vừa có nhà, vừa có housing, rồi vừa có những cái khu giải trí. Dành cho cộng đồng người Việt. Dành cho cộng đồng Việt. Mời ông, mời là mục sư trước. Lấy chai mới kìa. Nói chung là ở đây á là Phương vẽ lên một cái, chỉ cần biết miếng đất này rộng bao lâu và Phương sẽ đưa một cái dự án planning developer, người ta sẽ design theo ý của mình muốn. Và khi design xong á thì đây là một nhà khoa học của là anh Huy đó. À, anh, chào anh. Ảnh là nhà khoa học về NASA. Thì anh kia là anh Trấn.
là nhà khoa học của Mỹ luôn, là về chip giống như anh luôn, giống như anh nói trước. Nhìn mặt ổng mà thấy TSMC rồi. Ổng hiểu không? Dạ. Ai có nhiều người đâu hiểu chữ TSMC đâu. Hôm trước em nói với anh là Taiwan Semiconductor. Ai đó. Cái quan trọng á, mình làm gì không biết, bất cứ cái gì, từ chùa cho tới Thiên Long Sơn, một mảnh đất mà kiện mua, tại vì không biết mình ra đường có bị xe đụng chết không nữa, cho nên điều là phải tiền mặt nghe, không có make payment rồi để người ta trả là không có nợ, cho nên mình làm gì thảy vô 10 vô nít tiền mặt đi, rồi lúc đó là mình develop nguyên cái khu này payment hay là cái kiểu 60, 40 gì đó, là lúc đó mình mới hiểu là thiệt phải không? Thì cái đó là cái planning, nó nói chung là nó cũng không có ngắn dễ mà em sang ngay cái đầu đó 10 unit, mình phải 10 gia đình ở chừng 20 người trong này, mình phải chừng triệu bạc à. Vẽ lên cho nó đúng cái khuôn viên cho nó đẹp anh. Còn đất này á, dễ ợt, biết mấy thằng này á, em gom gõ cửa em trả nó đắt một chút là mua, còn bây giờ mình có 115 acre, 120 mà mình chưa xây gì hết, chỉ là sơ sài. Những cái tượng anh đặt gần 5 rưỡi rồi, nó sắp sửa về đây nè, tượng đủ tượng hết. Thì em giới thiệu anh Huy, tượng không là bảo anh sẽ là cái người viết cái proposal rồi cho cái miếng đất này. Ok. Cái planning của tụi em. Người nào nói chuyện còn cứ mời nước, tại người nào không nói nhiều quá. Hỗ trợ anh Huy á, là về làm việc cho NASA của Mỹ, còn anh Trấn là khoa học gia về chip giống như anh vậy. Anh không phải khoa học gia. Anh là nó nghèo quá, năm 93 bị vợ bỏ. Buồn, không làm cái dư thì giờ làm kỹ sư mà. Thế sao mấy thằng bạn nó kiệt. Mày làm kỹ sư cái chip của mày nó đụng cái ceiling à. Cũng chừng đó mày có giỏi là 150.000 năm. Thấy mày có tài mày ra mở hãng. À, hay nha. Từ đó lấy 10.000 đô đi mở hãng tới giờ. Thì khởi nghiệp bằng 10.000 đô. Trời ơi, 10 thôi. Bây giờ anh đưa 1 tỷ mà con anh nó không có phước, mà nó không có tài á, nó cũng làm tiêu trong vòng 5 năm. Chính xác. Con người có tài anh chỉ cần 1 đồng hay là 0 đồng cũng được. Hồ quậy lên. Không được, thành nước đá. 1 đồng mà nó không đồng. Tôi xin phép được góp một. Rồi góp ấy vô đại ca. Dạ không dám đứng đây. Khoa học gia. Không có vấn đề khoa học gia, chuyện đó là chuyện ngày xưa nó xong rồi. 10 năm trước rồi. Tôi về hưu 10 năm, tôi đồng ý với cái quan điểm của anh Kiệt là cái initial investment để cái đó gọi là cái giao thoa giữa hai bên. Nếu mà cái 10 căn của anh mà thể hiện được nhỏ vậy đó, thì chứng minh đó là cái nền tảng để mà làm cho những cái chương trình gì mà nó lớn hơn. Nhưng mà trước hết là gọi là coi đất coi nước, test temperature vân vân để bắt đầu. Mấy nó gọi là test the water. Yes, test the water. Hay không? Anh Kiệt. Tại vì Kiệt là người lớn là nó Mỹ. Kiệt chưa từng học luật sư nhưng mà mấy anh nên nhớ làm chủ của Mỹ 5-700 nhân công đủ sắc dân hết. Nó thương mỗi ngày, nó có bầu nhà vợ chồng gây lộn nó cũng có tiền thương Kiệt. Kiệt ra tòa còn hơn là quý vị ăn cơm nữa đó. Kiệt không có mướn luật sư. Tại vì cái lòng thật của mình nói chuyện ông tòa chỉ có hợp lý thôi à. Thì cái gì cũng phải thiệt. Và thiệt và phải thật thiệt nữa kìa. Thì chứ còn thì cái gì mà mình làm mà không đúng á, hậu thế á, sau này có những nhà từ thiện hay là bất cứ cái gì, cái lòng dân của mình á, bây giờ đã quá sức đau khổ tan nát rồi. Cái dân tộc Việt Nam là dân tộc đứng hàng thứ nhất trên thế giới hiện giờ là đang đau khổ về nội tâm. Tại vì chúng ta không phải là vì miếng ăn, chúng ta vì người thông minh, mà chúng ta không có được phát triển cái trí thông minh. Chúng ta là một quốc gia đúng ra là phải giàu, là vì đứng hàng thứ nhì Á Châu ngoài Trung Quốc để mà làm về hai thách. Mà vì chúng ta gặp không phải thời với những người lãnh đạo ngu dốt nên chúng ta mới khổ. Chứ cái thằng Mỹ, thằng Africa nó đâu có biết suy nghĩ đâu mà nó khổ. Chưa có đất dụng võ. Không phải, mà ngày nào nó dũng kiếm ra được, nó kiếm con này, con gì nó vô ăn là nó nghĩ là sung sướng. Nhưng mà chúng ta không phải là như vậy. Dạ vâng. Khổ hay là sướng, không phải là do cái thân này, mà do cái đầu óc mình. Cái đầu óc mình muốn làm chuyện lớn mà làm được. Nhiều nhân tài như ảnh ở Việt Nam muốn làm chuyện lớn đâu được, ổng hơn ổng đứng đây á. Đây là sự giao duyên để có thể làm việc chuyện lớn. Đúng không? Ở Việt Nam bây giờ có nhân tài cũng ốc lá chuối hết à. Dạ. Phải thân phải thế. Đúng rồi. Cho nên mình những cái thế hệ 18 tới 45 sanh ra không có đúng thời.
gặp giận. Rồi đây á, ảnh này á, ảnh là chí lớn, không mới khoa học gia, ổng mà về hưu rồi. Chí lớn gặp nhau đó anh. Cho nên sau này á, em sẽ uống Starbucks cho anh mỗi ngày. Để mình là thích học hỏi lắm. Mình đi khắp mọi nơi, từ mấy bác HO, sĩ quan Đà Lạt nghe, đảng viên về hưu nha, Thủ Đức, tướng tá rồi là mấy bác truyền lại cho con đi. Sĩ quan Đà Lạt ở Việt Nam giờ đâu còn nữa. Mấy bác sắp xuống ba tấc đất rồi, ba thước đất rồi. Cho nên Kiệt học rất là nhiều của những mấy người lớn tuổi. Bí kíp để thất truyền đúng không? Chứ anh thu hết à. Ai cũng thu năng lượng về hết rồi Kiệt á, thu năng lượng. Cho nên là mình cứ nhận với ổng là thầy là mình học hết. Thật sự là không biết là chị Phương có nói anh Kiệt biết không vì sao mà em được may mắn đứng đây. Thật sự đó là em sống trong sinh ra trong thời bình nhưng mà thật sự là đẩy qua đây trong thời tiền chiến à. Thầy gì? Sinh ra trong thời bình nhưng bị đẩy qua đây trong thời kỳ chiến. Ở đây nước mình hòa bình làm gì có chiến. Nước mình đã mất nước đã bán cho Trung Cộng rồi. Chỉ là từ từ nó tuyên bố nó là một cái tỉnh của là thời kỳ chiến nghĩa là em cũng đi qua đây theo diện nhân đạo Mỹ theo ngoại giao bảo lãnh qua. Nhưng mà anh có tịch gì? Ở Việt Nam. Anh có quốc tịch Mỹ không? Quốc tịch Mỹ thì bữa hổm vừa mới từ chối quốc tịch Mỹ một lần. Từ chối thì nó chối anh. Dạ. Nếu anh làm CEO được cái World Life là của Mỹ hay của Việt Nam? Dạ của Mỹ. Để nói nha. Incorporate Mỹ. Nhưng dạ, mà CEO Mỹ nó đâu bây giờ nó cho người ngoại quốc để mà làm CEO được. Dạ. Cái đó nó không có đúng gì giấy tờ. Anh phải là người ở Mỹ mà. Không, đã nói rõ là tại vì anh chưa có hiểu nhân là ai. Nhân là mục sư. Về cái đạo gì? Tin lành. Hồi Chúa không? Thì anh ở Việt Nam á, người ta không có thích về đạo Tin Lành lắm đâu. Sao cho nên biết? Á, đúng rồi. Trong cái chế độ của Việt Nam á, đạo Tin Lành chưa được government ở Việt Nam á ủng hộ. Cho nên là những cái gì mà nhân làm cho cái từ thiện á, nhân bị gọi là đánh và chém. Nên là chém đến nỗi mà bị thương luôn. Bị thương mà phải bỏ nước ra đi luôn, chứ không phải là đi một cách đơn thuần. Cho nên khi mà bị thương nhiều như vậy đó là Liên Hợp Quốc của Mỹ phải đưa anh ta qua đây để mà anh ta không có bị ở trong đó đánh phá. Thì chính như vậy á, gọi là lưu vong chứ không phải là được đi một cách là quang minh chính đại. Dạ, quang minh chính đại. Nhưng mà, anh đi anh có qua ly lên cầu thang máy bay rồi phải không? Đúng không? Thì anh có phước hơn tôi. Hồi xưa tôi đi ở các cầu khó không nó đâm đầy mình. Thì nói chung là nhân cũng là một người không phải chui trẻ tuổi nhưng mà không phải là không có bị nếm mùi. Bây giờ nếm te tua từ cái nước Việt Nam qua tới đây. Và tới đây thì được bên sắp tới nói thẳng ra nha. Mình khoe em chuyện tí nha. Anh ta sẽ được là đại sứ về hòa bình của Liên Hợp Quốc tặng. Thì nói chung là cái này á là cái mà người Việt Nam mình được một người đầu tiên đó. Thì cũng nhờ như vậy đó mà Phương thấy anh ta có một cái nhiệm vụ và một cái sứ mệnh để mà thực hiện cái việc này. Nhớ chụp hình anh đi thôi cho tôi coi nha. Tôi có cái bà chị Kết Nghĩa là công chúa người Phi đó, cũng là giữ cái chức đại sứ hòa bình này nè. Cậu nhưng mà ở lung tung lắm. Là mình làm đại sứ mà mình làm về cái việc gì không, từ cái đó nó cũng có nhưng mà nó cũng là bên nó dàn giống như bên từ thiện thôi, nó không phải officially mà những quốc gia thừa nhận cái đó nó không có khó. Trời ơi mấy ổng rồi thử anh cái đó hoài đám trên đi á, anh biết mà chậu quá vậy hả? Ảnh được đi nhận cái giải hòa mình mà anh kêu em đi, thế là người ta đòi tặng cho kia hoài, kia không thèm lấy. Khi nào mà tổng thống Trump tặng á là lấy liền phải không? Đó này là kiểu giống như chỉ là cái tiếng thôi. Nói chung là cây dao sắc trong tay thì rất là cần, nhưng mà ai nằm trong tay của người nào họ sắc cái gì đó mới là vấn đề. Và bất kể cũng vậy, màu áo hay là chức vụ và địa vị không làm nên con người đó mới làm mọi thứ. Cho nên là những gì anh nói em có thể là cảm nhận được. Cái quan trọng là ở Mỹ, ai lớn lên ở Mỹ, người ta làm việc theo cái logic, có nghĩa là người ta đều phải có investigate hết. Khi ta bỏ cái chữ ký xuống làm cái gì, thứ nhất CEO anh cũng phải là người Mỹ, thứ hai cái nguồn tiền từ đâu. Người ta giống như
đi lộn xộn cái là chìm chung người ta đâu có, không phải là từ chối mà em phải nói là em thi rớt chứ sao lại em nói rớt sao hồi nãy là từ chối đó là đang thẻ xanh hả? Đang thẻ xanh hả? Thẻ xanh nó dễ rút lại lắm, nghe anh mà làm bậy nó rút cái một á. Giờ anh quốc tịch thì làm sai vẫn bị như thường chứ không phải đợi là thẻ xanh anh ha. Thì nhưng mà tuy nhiên thế này, tại vì cái bữa đó mình không có phải là thi rớt gì, chị nói tội nghiệp tôi. Dạ không, là bữa đó mình có cái lịch thi nhưng mà vì công việc cho nên và cái ngày mà mình được trao tặng cái danh hiệu đó cũng là cái ngày mình được cấp quốc tịch thẳng, cho nên đó là mình muốn không có lấy cái quốc tịch mà mình phải đi thi, mình muốn lấy cái quốc tịch này luôn, đó là như vậy, cho nên là mình đã cancel buổi thi đó giờ lại chứ không có phải là thi mà rớt, cho nên thông cảm. Bây giờ tạm là tôi giải thích dụng này anh, tại tôi sắp chữa hỏi nhưng mà nghe anh hang giảng rồi tôi giải thích. Tức là Việt Nam á, sau mùa Covid Việt Nam, ba má của mấy đứa nhỏ bị chết, những đứa nhỏ lớn lên không ai nuôi, sống lây lắt khắp thành phố Việt Nam, từ dưới tỉnh lên tới Sài Gòn. Cả cái chai nước không có uống luôn hơn nước eo. Mà anh đi làm từ thiện ngoại quốc, anh đi quên một đứa người Việt Nam, những đứa nhỏ lớn lên nó có một đống tương lai, mà nó lại thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc. Mà đi làm từ thiện ở hải ngoại, anh có thấy nó hơi ót không? Ót là gì ta? Khác thường á. Nhưng mà cũng tạm thời đi. Ông mà làm từ thiện Việt Nam kiểu này chắc bị công an tới gõ cửa, mày làm cho tao. Dạ. Hay gì mà làm cho mấy đứa nhỏ. Thì ok đi làm từ thiện ở Mỹ. Nhưng ở Mỹ anh nên nhớ khắp năm châu, từ Âu Châu tới qua Mỹ. Bỏ làm lai đường cùng á, cái người mà tệ nhất, dở nhất cũng có cái check của Biden làm tháng 1.500, làm gì phải chết. Rồi có nhà thương miễn phí nữa, đúng không? Cho nên nó tự nhiên cái đi dắt củi về rừng, dắt tiền qua Mỹ. Cho nên cái đó là chắc có lẽ là anh chưa có hiểu rõ chương trình của mình. Thật ra là tập chú về mình hồi nãy em nói đó, là làm từ thiện trước đây tập chú cho Việt Nam là chính, cho đó những quốc gia khó khăn. Có làm bên Việt Nam không? Dạ, chính xác là có làm bên Việt Nam. Tuy nhiên nó muốn dùng lại cái chữ từ cho làm hả? Có luôn. Tức làm từ thiện vô túi mấy ổng hết rồi. Em muốn rồi dùng Việt Nam mà làm từ thiện là vô mấy ông nội hết. Dễ em gì? Em muốn dùng từ đó nghĩa của em đó là từ thiện, hồi nãy ngay từ đầu em đã nói rồi. Từ thiện ở bất cả mọi quốc gia, kể ra mình nói ở Mỹ đi. Mỗi khi kinh tế có vấn đề, chính phủ hay là nhiều cái tổ chức xã hội họ đổ tiền như nước nhưng không hề giải quyết được vấn đề. Đây là thực tế. Cho nên offline không là cái gì trong biển cả này cả. Cho nên á, là từ thiện, và mình vẫn có từ thiện để cấp cứu những cuộc đời tức khắc cấp bách, ốm đau bệnh tật không có tiền chữa trị, đó là mình từ thiện cấp bách. Nhưng từ thiện mà để cả cuộc đời để nuôi cơm ăn áo đó không phải vấn đề. Cho nên á, là quay lại vấn đề đó là mình có từ thiện cấp bách và mình còn có giải pháp cho tương trợ, thì cái này mới làm cho cuộc sống, cuộc đời của mỗi người được thay đổi. Và thay vì bây giờ em cho tiền họ sống hàng ngày, thì bây giờ em sẽ giúp cho họ có một cái công ăn việc làm và có đội ngũ kỹ thuật, công nghệ đầy đủ trong các ban ngành, và cái nhu cầu của người đó cần thì sẽ đào tạo, huấn luyện người đó và hỗ trợ tài chính cho người đó lập nghiệp, đi lên từng bước với mình, dìu họ trên mọi lĩnh vực. Ở bên Việt Nam á hả? Dạ, trên nền tảng là nói chung, nhưng mà đương nhiên có áp dụng cho Việt Nam, và hiện tại giờ Việt Nam là một ở đất nước và một cái cộng đồng được thừa hưởng cái điều này nhiều nhất. Tuy nhiên ở đây mình truyền thông rất là nhiều, cho nên em nói thẳng thật tất cả mọi cái, giống anh cũng không có ngại mọi người biết, em cũng vậy thôi. Tuy nhiên em cũng vậy. Sau mười mấy năm lưu vong thì cái ngày 17 tháng 12 tới ngày 27 vừa rồi em về một lần, là về vấn đề ngoại giao mới được về nguyên tắc ngoại giao. Tôi đi dạy trong nước để tôi làm việc thiện lành ở trong nước, và đương nhiên được sự công nhận. Tuy nhiên một đồng hối lộ cũng không có. Nguyên tắc của em đó là sẽ anh có quyền lợi vì anh phục vụ dân, phục vụ nước. Chúng tôi là cái người dân, chúng tôi là những tổ chức sẵn sàng đổ vô để chăm sóc người dân bằng trên những dự án thật. Để danh nghĩa đó cho anh xây dựng một dự án đó, đất của chúng tôi, tiền của chúng tôi, danh nghĩa nhờ mấy anh hỗ trợ cho mà chúng tôi được xây dựng, nhưng tiền không góp vào bất kể túi của một người nào.
tài sản cho cá nhân người nào thì cá nhân người đó, tài sản của tập thể thì đời đời kiếp kiếp chỉ được thừa thừa kế thừa cho cái người kế tiếp để quản trị, chứ không có ai được gọi là cái đó làm tài sản của mình. Nhắc lại anh này chút xíu. Bữa mình Covid Việt Nam năm nào ta, bây giờ bao lâu? 2019-2020. Tức là cái anh cái việc cái world life của anh là có 10 năm rồi đúng không? Vậy hồi bữa Covid anh làm gì cho dân tộc mình lúc mà họ đang bị Covid? Anh chuyện nhỏ chuyện lớn thì anh kể nha. Hỏi anh mà chúng biết. Cái mùa Covid anh làm gì cho nước mình đó. Cái chương trình của em thì bản thân em làm cá nhân đó nha. Lúc đó là 10 năm. Thời điểm đó. Nhưng qua offline mới hình thành 2 năm mấy rồi thôi. Ờ vậy là trước sau khi Covid hả? Dạ, nhưng mà trước khi Covid em có những dự án khác và dứt trên cùng này, có nghĩa là đổi tên. 10 năm làm việc cho hội thiệu thiện. Dạ thôi đành nha, để em nói như thế này nha, có nghĩa là em đó là không phải 10 năm đâu. Em làm nhiều nhưng không phải em làm cho hội từ thiện nữa, em muốn nói cho nó rõ. Em thành lập ra cái đó chứ không phải em tham gia với một tổ chức từ thiện nào. Nói thẳng nha. Cho đến hiện nay em chưa hề nhận tiền của bất kỳ một hội từ thiện nào nha. Rồi, quay lại vấn đề đây đó là trong những năm Covid chỉ có được đó là ngoài cái việc cấp cứu tức thời ra cho cộng đồng về những chuyện ốm đau bệnh tật chết chóc không có tiền đi. Rồi thực phẩm thức ăn chạy về nhà của từng người. Mà chỉ làm được điều đó. Tuy nhiên em có cộng đồng và cộng đồng nhìn thấy điều đó, chứ thật sự mà nói mình làm mà nói ở đây cũng không phải là sợ giấu giếm nha, nhưng đối với em là nó mình nói ra tự nhiên đó, nó không có hay đúng không? Nói lại đi, nói gì đâu hay. Thì ở đây đó là chẳng lẽ mình làm mình kể lại ra không có, cứ nói thì đi. Quay lại vấn đề đó là mình có những cái suất ăn gửi về tận nhà, có những cái họ những đoàn xe để mà đi phát đồ lương thực tận nơi, có những khi chiếc xe tải của mình chỉ khoảng có 5 tấn mà chở khoảng 15 tấn đồ ăn, và đi xuyên ngang những cái cổng chạm gác nào kia rất khó khăn khổ sở để mà đi giúp đỡ cho từng nhà từng người. Tuy nhiên thì vấn đề mà nói cái đó chỉ là chữa cháy. Với em nền tảng trong lúc đó đó thì cái công nghệ của mình, nền tảng của mình đó, cho mỗi một người như vậy đó, mỗi thành viên nó có thể kiếm tháng ít nhất gì cũng vài chục đô tới vài trăm đô la trong một tháng đó. Hiện bây giờ theo Kiệt biết từ ở dưới quê dưới tỉnh tới thành phố rất là nhiều chết đói, cho nên có những nhà từ thiện mà gọi là gia đình khá khá đó, họ làm đồ ăn mỗi buổi sáng họ để trong cái tủ ở ngay góc đường. Kiệt là người làm cái đó mỗi ngày hiện giờ nè. Anh bảo anh có làm đó không? Tại vì người ta đói quá, người ta thấy có tủ bánh mì hay đồ ăn á, ở bảo anh có mấy cái tủ. Tụi em kiểu gì cũng có hết anh. Anh ấy lên làm cái đó nhiều tủ để cho mỗi ngày tao cần ăn mà. Dạ, và tụi em còn có cái chỗ trung tâm để chăm sóc, đo khám sức khỏe miễn phí cho cộng đồng và đi ra ngoài. Cái gì chính phủ đâu có có ngàn tới dân nữa. Dạ. Ở bến dạ. Đói mỗi ngày sáng sớm không biết kiếm gì ăn. Anh Kiệt ơi, anh Nhân còn có cái chương trình SOS. Bây giờ mình nói chương trình nó vĩ đại quá. Dạ. Bây giờ mình nói như vậy nghe. Dạ. Ở hải ngoại đích thân mà cái ngón tay Kiệt dĩa lên chán mấy đệ tử Hội Thiên á khoảng 5.000 người. Nhưng mà người âm thầm mà theo Kiệt á là khoảng mấy chục triệu người, quốc nội và quốc ngoại. Anh mà xây 10 unit chừng triệu thôi, tiền lẻ của anh, thì lúc đó 20 triệu người sẽ theo cái member của anh. Còn nếu mà anh làm không được á, là anh nói anh có 8.000 người á, theo tôi hết rồi sao? Cho nên anh phải coi nghe, bữa nay anh đánh bài nhất chính gì bù quá. Ở đây đó là Ở đây là cái này. Yes. Không, cái nhỏ xíu còn triệu mấy để mình để mà mình biết gọi là thử không phải thử thiệt luôn thử thiệt đội mấy đệ tử mỗi ngày nó vô nó xây dựng, hiện giờ cũng đang xây dựng thử cái đồ thiệt á. Hay câu anh hay cực thì hay, thử cái đồ thiệt. Đúng rồi, thử cái đồ thiệt. Rồi anh đang làm sân khấu không thì trong này năm tới sẽ hội chợ Tết trong này nè. Dạ. Chị không có làm lớn nhưng mà mình làm sơ sài
outdoor nè, mình để mấy cái sạp rồi để mấy gian hàng, rồi hy vọng năm sau cái gian hàng của anh là sponsor ở đây, mình cho ca sĩ bên đó đó, cái sân khấu nó đang đóng đó. Muốn mời bạn coi nhỏ quá, để em giới thiệu đây là nhà khoa học gia về NASA và anh Trấn là về chip. Nhưng mà khoa học gia không có tiền cơ ông này. Thì nãy ông đó không có tiền. Đây em nói cho nghe, là khi mà em nói là về Thiên Long Sơn để mà là một cái tỏa sáng ở đây giống như ngôi sao tỏa sáng á, thì những anh này đi theo em hết à, và vẽ cho em một cái plan rất là đẹp luôn. Ủa theo em giờ thấy ông Thái anh nãy giống người anh ngưỡng mộ anh người anh ơi. Nói chữ theo em á là không phải em chỉ ké anh thôi, là tại vì em nói cái Thiên Long Sơn là của anh Kiệt, cái Thiên Long Giang là của anh Kiệt, và em muốn làm cái đó là một ngôi sao tỏa sáng, thì mấy ảnh đi theo em không phải là em, mà em chỉ là người kết nối thôi theo anh. Nhưng mà có ai dám gan mà lên tuyên bố trước mặt tất cả hội đoàn HO dân xem ra bữa tiệc đó mấy tầm tháng mấy có coi clip không, thì tuyên bố luôn, cứ lấy video làm chứng. Những cái gì Thiên Long Sơn 500 acre gần 30 triệu hiện giờ giá, mà nếu người mà nào mà mua không bao giờ mua được mảnh đất đó, giá trị nó hoàn toàn trên 100 triệu tặng cho cộng đồng đó, ai muốn vô xây gì xây. Chuyện đã tuyên bố trên màn hình tuyệt vời không à mọi người, quá tuyệt vời. Cả cái mảnh đất Thiên Long Giang này cũng vậy, tức là Kiệt làm là gọi là Việt Nam mình gọi là liệu cơm gấp mắm, Kiệt có nhiêu đây Kiệt gấp mắm nhiêu đây thôi à, còn làm lớn lao xây dựng nữa thì phải tùy duyên trong tương lai. Còn cái mục đích của mình làm là để mở cổng để vô sinh hoạt, để cho có tới nơi này nó không bằng ở Beo Le, nhưng mà đồng cảnh quan vắng nhưng mà nó chân tình, nó là thật. Một cái hội chợ, một cái buổi Tết Trung Thu, mấy đứa nít chạy vòng vòng đây, những cái gian hàng, những bản nhạc xuân rồi thì sẽ ở đây. Ít nhất người Việt Nam ở Houston cũng có một cái nơi để làm hội chợ Tết hàng năm và nơi hội họp trên nước Mỹ. Ngay mảnh đất này. Dạ. Rồi thí dụ những hội đoàn như em có thể mượn sân khấu đó em tổ chức cái này vô thoải mái 10.000 người còn được. Còn hơn là cái nhà hàng hơn em vô đâu được nhiêu đâu. Anh thấy cái chữ Crawford là anh sợ rồi. Tại vì anh là người không phải là người tu phải không? Nhưng mà anh chưa bao giờ ăn một cái con gì mà nó biết nhúc nhích. Nha, không mày. À, cho nên nó mà lộn chỗ. Để bổ túc cho cái statement của chị Phương cũng như là dựa trên cái tinh thần của anh Kiệt đó, thì tôi với anh Trấn chúng tôi đi theo cái dòng chính, đi với dòng chính, không có theo ai. Dòng chính à? Dạ. Anh đây, chú à? Anh Kiệt ơi, tụi này ngưỡng mộ anh là như thế này, như nãy anh nói đó, thứ nhất là đoàn kết. Đúng. Cái thứ hai á, tụi này muốn như cái ý nguyện của anh á, đừng làm cho dân trong nước thất vọng. Yes. Đó, tôi ngưỡng mộ anh cái chỗ đó đó. Bởi vậy á, mình phải biến cái chỗ này thành một cái làng Việt Nam tiêu biểu. Anh thấy ở bên Mỹ á. Thầy ông làng này, vỗ tài. Gác cho ông con nghe nghe. Thầy đó. Thì nó bữa giờ nó làm cũng rất là cực khổ. Cầm được cột cờ, mở được 24 thấp của cái cổng của mình chưa có hả? Rồi bắt đầu làm sân khấu để nó mời ca sĩ local với đang huấn luyện mới ca sĩ nhà đó, ca sĩ Dương nữa. Mình hỏi bằng tốn tiền, làm đến hưng qua đây tốt mấy nghìn ủ. Lấy tiền đó mình đãi đồ ăn đúng không? Anh Kiệt anh thấy không? Đây nó có làng Thụy Sĩ nè, làng Đan Mạch nè. Tại sao không có cái làng Việt Nam? Đây nó đây nè. Nó đây nè. Đó, mình phải làm đây thành một cái làng tiêu biểu cho Việt Nam. Thì người Mỹ nó sẽ tới đây để nó ngưỡng mộ. Nó mùa Việt Nam nó sẽ tới đây. Dạ vào đi mở. Em mới nói á, là tất cả những người sống trong cái làng này á là phải biết mặc áo dài. Mặc áo dài tới đây đi mình sẽ là giống như anh chưa thấy cái làng em chưa thấy cái vẻ của em tại vì anh hôm qua. Anh biết ở đây á, nhân nói gì không? Nếu mà anh Kiệt đồng ý á, tôi sẽ xây lại Sài Gòn xưa ở đây. Cái em mới nói là Sài Gòn xưa và nay, bởi vì ngày nay chúng ta dùng cái khoa học kỹ thuật. Cho nên anh Trấn lại mới nói là nếu mà xây xong á, chúng ta đi trong này bằng xe bus, mà bằng điện, bằng xe mà không người lái, mà bằng điện của mặt trời nha, không cần phải đổ xăng đổ gì hết. Là một cái khu vực free mà mình làm tự động. Đó, anh này anh đã vẽ cho em một đường rồi. Ở đây gọi là Thiên Long Giang. Chỗ này mình đứng chỉ là cái cổng vô thôi. Đi về hướng này chừng 10 phút. Đó là mỗi dòng sông. Thì chút tham quan trọng. Cái quan trọng nhất là một cái mảnh đất này nè. Bất cứ người nào muốn phát tâm làm cái gì thì cứ vô phát tâm, mà cái thấy cái cờ đẳng bay bay không, cờ chánh nghĩa người Việt Nam da vàng máu đỏ ba sọc Bắc Trung Nam bay phất phới, một cái nơi cắm dùi vậy ở Mỹ đâu phải dễ đâu. Dạ.
đó. Nó chỉ mới cái sơ khai thì cái hãnh diện của mình là chỗ đó. Bước vô đây là biết bước được vô khu của người mình, thoải mái muốn làm gì đó làm, không có sợ giống như khu công viên của người Mỹ. Thiên Long Sơn cũng vậy. Thiên Long Sơn đã tuyên bố cho cộng đồng, để cho cộng đồng mục đích đoàn kết. Còn tượng của Trận Đạo hay là Lê Văn Diệu hay là Quang Trung rồi bà Trưng bà Chiểu từ từ sao? Dạ. Nhưng mà ở đây nè, sau lưng mình là ai? Ông bà tổ tiên mình, Lạc Long Quân Lâu Cơ ở đây. Mấy đứa nhí này là ông cố ông sơ ông tổ. Mấy đứa nhí. Ông Dương đó anh. Thì ít nhất là mình cũng đã cảm nhận là giữ đúng bản sắc dân tộc của người Việt trên đất Mỹ. Nhưng mà nó mới quá cho nên dạ. Bây giờ nha, còn nhiều thứ nữa, mỗi ngày chút vô. Anh Kiệt, anh mở lòng là tất cả đất đai đây chúng ta có thể cùng nhau xây. Xây gì cứ xây thôi. Bây giờ là em nghĩ sao? Mình sẽ là phát triển ở đây như là em và anh Kiệt muốn. Thì chị sẽ lấy cái miếng đất này của anh cho layout đó. Chị sẽ đưa cho chị 10 unit trước. Không, để em layout để anh nhìn cái nào. Okay. Mình xây 10 unit nó lộn. Layout trước vô rồi, 10 unit trước. Layout trước. Đừng nghe, không tới 1.500.000 nữa. Không giống mua căn nhà thôi. Phải layout ra cái khu đất này. Dễ ợt à. Anh thấy tổng quan cái đã. Rồi cái unit nào mình xây ở đâu cho nó đẹp á, anh muốn lúc đó cái khu này anh muốn xây nè, là nó đã có sẵn bản vẽ. Chung thôi giờ mình dựng 10 unit đó, mai mốt cái đó là cái cổng đi vô của mình đó. Đây đây anh chỉ cho, bên đây nè. Nó chỗ mấy sao. Dài thuốc nắng cũng là Thiên Long Sơn á, Thiên Long Giang. Em xây phía mình đó. À, tụi em sẽ làm một cái layout cho anh thấy tổng quan như thế nào, để anh thấy là khu nào là nhà thích bà, khu nào đền thờ, khu nào những tượng, và nó có một cái quy trình đi vào trong đây với những người trong đây sử dụng đến với nhau bằng cái tâm dành cho cộng đồng người Việt trên đất này. Ở đây để mình nói luôn, tại anh Trần Nhật Phong sửa phỏng vấn lần giờ mình lặp lại nha. Dạ. Ví dụ như anh Đăng, ảnh là Tinh Lành, anh có thể xây nhà thờ Tinh Lành đây. Đó, ý của anh vậy đó. Cái đất này nó là non-profit, Kiệt giải thích luôn á, giấy tờ Kiệt sẽ đưa cho anh coi luôn. Mình làm thiệt là mình phải có giấy tờ chứ không phải nói bằng miệng trên cái này đâu. Dạ. Tại anh sẽ chi cứu, uy tín của Kiệt đâu phải là một cái mảnh đất nhỏ này. Thì non-profit này sẽ lease lại cho cái nhà thờ Tinh Lành của ảnh 100 năm, $1. Có giấy đàng hoàng. Wow, tuyệt vời. Yes. Không, cái condition luật sư mà khi nó layout để mình nói để dễ làm việc phải không? Anh về anh nghe lại cái này. Thì trong đó có những điều kiện. Điều kiện thứ nhất, vô đây không có được dùng nơi này là đoàn kết, phong tục, tập quán người Việt chăm họ. Không có phải dùng cái nơi này làm phe làm phái để chống đối lẫn nhau. Hễ nếu mà violate những cái condition hay make money. Ví dụ như có thể dùng Thiên Long Giang làm tiền trong thời gian đầu, xây cái nhà thờ anh có thể không tốn tiền. Dùng cái uy tín của tôi, Thiên Long Giang xây nhà thờ này 5 triệu, vừa đúng 5 triệu. Và ở Thiên Long Giang có cái băng non-profit, có thể những anh lớn tuổi nằm ở trong cái board director đó. Anh thấy ok rồi, gây quỹ vừa đúng 5 triệu rồi, tại sao còn gây hoài lên tới 50 triệu nữa, lạm dụng đúng không? Thì là không đúng, sẽ có người kiểm soát, chỉ có được gây quỹ đúng với cái số tiền mình cần thôi. Rồi xong, sau đó là xong. Thì anh sẽ có nhà thờ ở đây, anh tự giữ chìa khóa, nhưng mà cổng chính là mở chung. Rồi cái kế bên là cái khu của cao đài, họ xây họ cũng y như cái hình thức đó. Kế bên là không phải cao đài, kế bên là một cái nhà realtor địa ốc, muốn vô đây xây cũng làm y như vậy. Tức nghĩa là mình làm một cái community, một cái mô khổng lồ của người Việt, vô đây là đầy đủ hết. Nhưng mà mình để tự do vậy á, nó lộn xộn, mình phải layout nó đẹp trước đã anh, rồi thì nó là dĩ nhiên phải layout đúng không? Thì sau đó những tượng đài ai đạo nào thì vô đúng cái chỗ đó của họ. Nhưng mà cái chỗ á mà hồn thiên sông núi nó sẽ có một gì đài khổng lồ ngay đây nè. Mình trèo cờ rồi nó sẽ lên nhiều bậc, rồi cái cột cờ của Việt Nam bự hơn cái đó chứ không phải cột đó. Thì nó có những cái đó nữa. Rồi mình làm những cái monument người vượt biên tị nạn, rồi những cái monument kỷ niệm gì gì đó. Ai muốn làm monument kiểu gì làm, nhưng mà everything nói chung đại khái có quyền gây quỹ đúng với cái số tiền mình cần trên mảnh đất này. Và sau đó đó, và phải follow cái rule ở trong cái contract. Tại cái contract vẫn là lease 100 năm. Và option to renew với cái thiên họ thiên gọi là Thiên Long Giang. Thì cái người trong board director đó khoảng có mấy chục người sẽ là người quyết định, Kiệt không phải người quyết định, có thể Kiệt là một trong member. Đó là cái hình thức là như vậy.
Cho nên vô đây rồi á là phải thiệt, không có rục địch được. Đã xây rồi không phải là vô đây rồi muốn vô quậy cái này. Vô quậy là người violate với cái đó là có quyền bị kick out. Tại vì ở Mỹ mình phải làm giấy tờ á. Chứ nếu không có phải nói là một đường mà làm nẻo được. Với sự kết nối giao duyên của Thu Phương sẽ làm đúng cái tâm nguyện của anh, dựa trên những cái layout đó cụ thể để mình giữ đúng cái bản sắc dân tộc của Việt Nam trên đất Mỹ, những di tích lịch sử, những chùa, chiền, nhà thờ đầy đủ cho tất cả mọi người đến đây, trở thành khu du lịch tâm linh, sức khỏe, cộng đồng dành cho người Việt trên đất Mỹ. Và tổ chức hội chợ để mình khỏi phải lăng tăng cả đống hội chợ rồi, đâu có ai nữa thời gian đi cái này là vui rồi. Làm Việt Nam là người ta tới đây hội chợ nữa. Dạ đúng rồi. Rồi trong này có những cái khu mà em sắp sửa xây 10 unit á, là người ta ở đây người ta yên tĩnh nè, ra ngoài bờ sông ngồi đó. Ở trong này có Phật, có Chúa thì cái đầu của người ta nó yên tĩnh lại được mấy ngày người ta về. Đúng và, theo quan điểm mọi người sẽ xây để thành là Sài Gòn xưa và nay. Xưa là giữ đúng những bản sắc dân tộc, những di tích lịch sử, những biểu tượng ở của Việt Nam. Nay là sử dụng những công nghệ của các nhà khoa học gia và dựa làm trên đất Mỹ. Được không anh? Quá hay luôn. Cái quan trọng nhất là con cháu của mình á, ít nhất được, là nó không có đi lấy Mỹ và nó bị mất gốc. Giữ nó đúng có chỗ này mình. Nó vô đây nó gặp toàn là lứa tuổi của nó, trời ơi Việt Nam đẹp trai hơn mấy Mỹ mà. Tính bằng nhau. Cái quan trọng là chỗ đó, như mấy đứa nhỏ nhỏ nè, thì mà con cháu mình lấy nhau không có đi lấy người ngoại quốc để mình bị mất gốc. Thiên Long Sơn và Thiên Long Giang sẽ trở thành nơi mà có đất dụng võ cho người Việt mình rồi đó. Đúng không anh? Ngôi sao sáng của người Việt. Xây đi, xây đi, xây đi. Dạ là anh cứ xây đi rồi đó. Hả? Xây thử thôi, rồi mời vô. Rẻ tiền mà, có chịu không? Okay, chút xíu những án này cho anh coi. Những điều gì anh sẽ góp ý vào trên đó để cho nó hoàn thiện theo đúng cái tâm của anh. Và tụi này sẽ là những người thực hiện. Rồi sau đó, thí dụ anh muốn kiệt bỏ 40 thì lúc đó mình nói sao mình sẽ xây 1.000. 1.000 unit, nhưng mà phải nhớ nha. Everything has to be paid off. Yes, chị không có muốn vô trong này rồi nó có tiền bạc nó dễ conflict lắm. Yes. Tâm nguyện của Kiệt gần mười mấy chục năm cả đời lo cho người Việt. Không có một gì chuyện nhỏ, tại Kiệt lớn lên ở Mỹ giàu sao nó cũng black and white. Nhưng mà tâm vẫn hướng về người Việt. Đúng. Mà thí dụ mà Kiệt thấy cái này nó rare là Kiệt nói liền là sẽ có conflict. Để mình điều chỉnh lại. Mít lòng. Cho nên phải đi với Kiệt là phải thật sự là cùng white. Còn rare cũng không được mà black cũng không được. Everything là phải từ đầu. Tại vì nên nhớ là sau lưng của Kiệt là luật, tuy bề ngoài Kiệt nói chuyện trên mạng nhưng mà luật lệ rất là rõ ràng. Điều hành một cái công ty hai thác không phải là dễ bị kỳ thị. Làm chạch nó một chút xíu, chỉ nửa cọng tóc thôi, cái đó 1 triệu bạc Kiệt kêu đệ tử dục làm cái mới, uy tín như vậy đó, không phải là dẫn chơi đâu. Cho nên xây là phải có những cái contract, những cái hợp đồng từ thứ chuẩn chỉnh. Từ cái thí dụ như mình muốn decorate màu gì hay muốn làm gì á thì nó nằm ở trong nó cũng y như là dạng giống như shopping mall của Mỹ. Rồi anh vô anh mướn một cái phòng đó anh làm tóc làm nail á cũng phải đúng cái luật của nó, thì cái khu này nó cũng dạng vậy. Nhưng mà big picture đó là của chung một khối người Việt lớn. Và đồng thời cái tâm duy nhất chỉ có mục đích cuối cùng là gom người Việt lại để họ có cái nguồn sinh vui cộng đồng. Sinh hoạt ở đây. Cái dân hiêu tánh đây á, bị mấy thầy quốc danh rồi bị tùm lum vụ gạt. Thứ hai, con cháu mình nó về đây á, để mà nó có cơ hội gặp được những cái nhỏ và nó biết được cái đó là cái gì. Thứ ba là đồng thời á, khi mình nổi tiếng ở đây á, người Việt Nam ít nhiều về hiêu tánh á, người ta cũng có một cái nơi chính để người ta đi du lịch. Chỗ nào Kiệt xây, chỗ đó người ta sẽ đến rất là đông. Thiên Long Sơn mỗi ngày á, có rất là nhiều người đông, cuối tuần là mấy trăm người, tuần nào cũng vậy. Người ta không biết Kiệt ở đó hay không ở đó, người ta cũng dẫn về travel về Thiên Long Sơn. Ai về Cali cũng ghé Thiên Long Sơn hết. Cũng là một cái nơi du lịch cho người Việt khắp thế giới á. Nó quan trọng lắm á. Vậy thì nếu anh mà có muốn Thiên Long Giang cũng đồng hành với Thiên Long Sơn, cùng có tất cả cộng đồng người Việt trên toàn thế giới đến vào đây đúng không? Đúng. Vậy tại sao mình không kết hợp nha? Thì cho một tràng hỏi tay cho sự kết hợp hài hòa này giữa anh mà Kiệt là World Online. Kết hợp nó phải có cái nền tảng phải không? Dạ. Để xây 10 unit. Dạ. Nhỏ quá. À, 10 unit nhỏ nhưng mà... Sau đó này trong rồi mình chia sẻ với mình đã cũng đủ đầy. Sao thì cái ý của anh vậy đó. Mình cứ làm rồi mình bỏ cái ý vô thôi. Dạ, còn lại đó là mình sẽ phải có buổi... Giảng thiệt chứ bây giờ, máy nó quay. Mình đã nghe đủ đầy ý rồi đó. Hiểu được tấm lòng của anh rồi. Được rồi.
Thì vấn đề còn lại đó thì không phải một cái buổi này cái là mình làm được. Mình sẽ có cái buổi chi tiết trên vấn đề mọi thứ. Suy nghĩ rồi hợp tác với những gì việc upfront bữa nay có bao nhiêu người làm chứng. The best offer là đi với Kiệt là phải thật lòng. Kiệt làm cái gì mà cho cộng đồng á đều là pay off. Kiệt không có muốn dây nợ nhà băng, tại vì nhà băng nó cái chữ nhỏ xíu dưới á. Mình chặt cái nó tới nó đuổi mấy đứa con họ Thiên đi là ai là mất mặt. Kiệt này mất mặt về trời cũng bị quê á. Cho nên nó cẩn thận, nó phải cash. Làm từ thiện mà, dư tiền mới làm từ thiện đúng không? Điều nữa muốn làm sáng tỏ anh cái này có nghĩa đó là ví dụ mình xây nhà lên là cho cộng đồng người ta tới không có băng gì trong này ở miễn phí, hay là mình có những cái căn nhà mà người ta có thể vô người ta mua sở hữu không có chuyện đó. Thì trước tiên á là dĩ nhiên là anh tặng cho Thiên Long Giang cho họ, cho những cộng đồng ở đây đó, toàn là những người management hoặc board director thứ này nọ thì là miễn phí. Dạ. Chứ làm gì bán. Dạ đúng rồi. Nếu mà người ta đã vô đây ta mua kia, người ta xây dựng cái này, người ta đã bỏ cái tâm vô rồi, bỏ sức vô rồi, mà còn bán nữa tiền đâu người ta mua. Cho nên mình phải miễn phí cho anh. Đó là hình thức miễn phí cho những người đã bỏ tâm trí lực vào. Ý ở đây á là Nhân nói á là cái khu này sẽ xây dựng lên một cái làng Việt Nam, thì nó sẽ có nhà và nó có thậm chí là condo, nó có housing dạng nhiều tầng. Vậy thì cái người mà vô đây ở đó thì người ta không có thể là vô đây free được đúng không? Tại vì cái tiền đó là tiền của hội này đi xây ra, những nó rất là lớn, lên cả 100-200 triệu okay, đô. Ok thì cái đó là cái phase 2 là 1.000 hay 5.000 thì mình sẽ có. Yeah. Cái phase 1 là anh nói là cái gift thôi. Ví dụ ai mà gặp anh cũng thấy cái gift, thì như là một cây chocolate nhỏ nhỏ, cái gift anh chuyện nhỏ cho con thỏ mà đúng không? Nhưng mà để nếu mà xây xong anh sẽ chỉ em cách lấy tiền đó lại. Dạ. Yeah. Em có thể em có tiền em mua hết những cái đất xung quanh. Khi cái này nổi tiếng là những đất xung quanh nó lên gấp 10. Dạ. Yeah. Em có thể tưởng tượng ra vậy không? Rồi lúc đó khi mà anh muốn bành trướng ra thành 200 acre bán là anh gấp đôi thì em lấy vốn lại thôi. Anh chỉ cách luôn á. Ở đây nó bán thiếu gì vòng vòng mà trong cái ranh giới của mình. Lúc này cũng vô ở hết không được, cũng phải có tiền chứ, nếu okay. mà cho thi thì ai cũng vô được. Cái đó không, mình để nó là cho cái management thôi. Để mình giữ những người cống hiến. Còn sao mà cái phê chu á thì lúc đó mình ngồi mình bàn thảo lời. Dạ. Chứ anh không có nói là sẽ bán trong tương lai nha, đừng có hiểu lầm nha. Tương lai cũng có thể free nữa. Nhưng mà cái gì mà vô trong đầu anh á là phải là không có tiền bạc. Tại vì Phật trời không có thích tiền. Tại vì tiền nên chúng ta mới đứng đây nè em. Ok, em hiểu ý của anh rồi. Thì cái đó mình cần có cái buổi mà chi tiết xuống ha. Mình hiểu ý hoàn toàn. Nhưng mà tuy nhiên không phải gì cá bắt đầu. Hợp cái gì không hiểu ý. Yes luôn đi. Yes. Xây 10 unit. 10 unit đi nhân. 10 unit. Yeah. Ôi chứ nhỉ. Trời, có 1 triệu mấy mà. Nói suy nghĩ. Nói bằng tỷ đi. Dạ. Nói chung là phải cái này nó không phải là một sớm một chiều, cái này mình còn phải coi miếng đất và mình lay out cái miếng đất này nó làm sao để nó trở thành một cái ngôi sao, chứ không phải vô đây mình xây tầm bậy tầm bạ rồi muốn cái chỗ này lên. Không có bậy bạ đâu, ở qua cái cầu đó đó em muốn xây gì đó, bên đó là 15-20 acre bản. Thôi bây giờ mình chỉ cần một bản nha. Bây giờ để đi theo anh nhưng mà trước cái đó làm đó ở đây nó thì chưa biết thế nào luôn, nhưng mà mình đã có một cái bản vẽ toàn cục cái này luôn rồi. Hay quá người ta. Trời ơi. Thì khi mà có được cái đó thì khi mà ngồi xuống đó, anh ngồi xuống thì anh coi mình phân bố gì có được không, có cho chân gì coi đó. Chuyện của mình chưa biết, ông biết chuyện của mình chơi người rảnh. Mình định hình cái khu nào là Thiên Long Sơn sao anh có chưa? Mình định hình cái khu nào đó là chùa, khu nào đó là đạo giáo, rồi khu nào là chung cư, khu nào là nhà đơn đó, thì mình định hình hết như vậy đó. Rồi sau khi đó anh chấp nhận rồi, ok anh muốn 10 căn 20 căn bao nhiêu đó tính chứ, phải không ạ? Chứ giờ mình tự nhiên mình thảy xuống mà mình không có mô phỏng thì như vậy chừng nữa ồ đúng cái vị trí này nó làm này. Nhưng mà anh nên nhớ Kiệt đã thời suốt đời với Phật rồi, tài là không ham tiền, danh là không ham danh, sắc là không ham gái với Rolex, tài danh sắc thật là không có ham ăn, không có steak, không có lớp thờ gì hết trơn. Có nhưng mà mua trước năm 2017. Tài danh sắc thật thì là không có ham ngủ. À, suốt đời này đi phụng sự cho người Việt. Thì anh nên nhớ,
cái này là cái nguyện vọng của Kiệt Legacy khi Kiệt đi. Mà nếu mà Kiệt không khéo hôm nay á, mà anh vô đây rồi đó, anh còn quá trẻ, trẻ hơn Kiệt như ta mười mấy năm, anh chỉ còn một năm thôi, anh có thể bán cái đất này, bán luôn cái đó, thì lúc đó Kiệt về trời Kiệt làm gì anh? Khóc. Cho nên mình phải tính kỹ phải không? Và đồng thời á, là vô đây là hoàn toàn nằm dưới under Prada của Thiên Long Giang là cái tên Porter. Yeah. Không có để nhà băng nào Claro, không có để một cái tập thể nào mà có thể làm chủ hay là vô đây để mà lót cửa giống như kiểu chùa Bát Nhã dưới này. Không có vụ đó. Open nên đó. Nhớ nghe, nếu mà ai có ý suy nghĩ đó đừng có mất thời gian với Kiệt. Anh muốn là open đó. Mất thời giờ của Kiệt luôn, mất thời giờ của anh luôn. Kiệt không phải là người thường. Kiệt có 3 tập đoàn luật sư, bất cứ cái chữ ký để xuống á là luật sư phải đồng ý. À, chứ không phải là bình thường đâu, thì đừng có để đó này, chỉ nói trước những cái vậy đó. Nói chung là cái phay tại kia làm ăn lớn với tụi Mỹ mà trời ơi ghê lắm, 60 đó thì lúc đó mình tính sau về hai thách mà đâu phải vừa. Vậy con Kiệt là open door phải không? Welcome all, welcome all, open door, honesty là quan trọng. Cái quan trọng nhất là phải có cái tâm thương người Việt, thương cộng đồng trước. Chứ mình không, cái người Việt mình qua Mỹ này á, 40 mấy 50 năm nay rất là nhân tài. Chỉ vì cộng sản nó làm cho nát như nồi cháo heo Houston, như là thập cẩm ở Cali, không có đoàn kết, không có gắn bó được. Thì từ đó kiểu mới nghĩ ra cái Thiên Long Giang để cho mình đoàn kết lại để mình phát triển. Dân tộc mình là người khôn mà, đâu phải là như qua đây rồi ăn qua phe kiểu mấy Mỹ đen trụ mình, đâu phải như vậy. Nhưng mà chẳng qua là nó cố tình nó làm cho cái thế lực mình yếu xuống, để cho từ từ người ngoại quốc nó cũng lấy mấy cái bản đường ở Houston xuống. Chuyện đau lòng lắm á. Mình từ nay mình sẽ không còn cái đó nữa. Mình muốn không còn cái đó thì đừng có những thằng kim cương. Kim cương là mấy thằng đặc công ở đây á, tổng cục 2, chi bộ thế này nọ, đừng có cái đó nữa. Thì người hải ngoại mới phát triển được, thì con cháu mình mới phát triển được, thì nó mới tin thầy, tin chùa chiền. Thầy gì đâu á, chùa Bắc Danh không à, đâu phải là thầy thiệt đâu. Thôi, giờ mình okay, tham quan thì chắc là nếu mà có thời gian để tham quan chút xíu không à. Cái tham quan dẫn đây nè. Rồi mời đoàn mình tham quan theo anh Tân Tuyết Kiệt nha. Hay là đi xe dẫn xe trước. Giờ dạ, muốn đi đâu đi qua vòng vòng này trước hả? Nó có gì đâu tham quan. Đây coi, đây giới thiệu. Ở đây tôi giới thiệu anh đây, cái này là anh. Dạ, chào cha. Đốt giùm sư phụ, đốt. Đốt sư phụ. Nhân. Để mình giới thiệu nhân vật quan trọng ở đây. Cái ngày này tên là ngày A Hồ. Ổng là người Mọi Da Đỏ. Ổng chết cách đây khoảng 800 năm. Nhưng mà khi được Kiệt và Thượng Đế giao cho ngài giữ cái mảnh đất này. Và ngài cũng là giống như thống đốc tiểu bang Tax. Ở ngoài đời thiệt luôn á. Thì ngài đang ngự ở đây, ngài sẽ gia hộ cho người Việt mình bất cứ cái gì với chánh nghĩa. Mỗi lần Việt làm gì đây, Kiệt không qua đây, Kiệt ngồi bên bển Kiệt nói chuyện với ngài, thì ngài kêu đừng có trồng cây, sau này cái mảnh đất Thiên Long Giang này á, hàng tỷ hàng vạn người sẽ kéo về đây. Ngài đã nói như vậy. Thì ngài là một vị thần, mình gọi là cái gì không biết, nhưng mà ngài rất là hiện hữu. Cái tướng của ông vậy đó, ông cao đó, ông khoảng chừng 8 feet. Thì ông dễ mặt vậy. Thì tất cả những cái cơ sở thương mại á, ở ngoài Houston cũng under control của ông, của ngài đó. Thì ổng là chủ đất, chứ không phải mình nha. Ông tên là ông A Hồ. Quên ông này, ông tưởng mình nói chuyện với thần thánh, ông tưởng là mình nói ảo. Thiệt đó anh. À, không có sao, đó, okay. Sư cũng hiểu mà. Mục sư có thấy sự nói kết tâm linh. Ồ, mình nói chuyện với thằng thánh dễ nói người thường. À, mấy ngày rất là rõ nè, mấy ngày không có nước nói láo. Có là mấy ngày nó có, không là mấy ngày nó không. Có một điều nữa nè, anh sẽ không bao giờ anh hiểu được. Trước khi tôi gặp anh đó, là tôi đã biết anh rõ như thế nào, chẳng qua anh ngồi chơi thôi.
xây được hay không là cái gì tôi biết hết. Còn ở đây, ở đây á, bên tại vì Thượng Đế không có hình tướng, ở bên Công giáo hay là Muslim, Allah hay là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời thì vị này là đấng tạo hóa của nhân loại, cha của tất cả các vị Phật, cha của Chúa Giêsu, là vị cai quản càn khôn vũ trụ của chúng ta. Nhưng mà khi người Á Châu á, thì mình phải có hình tướng thì như vậy chứ, chứ ông trời không có hình tướng. Đây là ông trời. À, có thể anh bên bên ông trời của anh thì tóc vàng phải không, cha của Chúa Giêsu á. Bên Phật thì đây là ông trời, cha của Phật Thích Ca là đây. Còn đây là mẹ, mẹ là Phật Mẫu đứng trên trái đất, là mẹ tạo ra trái đất của mình, tức là cha trời mẹ đất. Trong cơ thể chúng ta có hai vị này, cha trời là cho chúng ta có trí khôn, mẹ đất là cho chúng ta có thần hồn, và cha mẹ Hồng Nguyễn Hội Trần là cho chúng ta cái sắc phàm. Thì hai vị này tối cao trong vũ trụ. Thì giới thiệu đến này thì tham quan cũng không cho mãi đạo nghe, để anh biết, để anh mốt ở nhà thờ anh đó, thì khánh Đức Chúa Trời ơi cho con hồng ăn, cứ anh gặp tượng này cái anh cười thì anh mất hết cái công thánh của anh đó. Đó là như vậy. Rồi đây, cái này giới thiệu một chút. Tại đây nó chỉ có mấy cái. Đây là Lạc Lão Quân Âu Cơ. Ngày xưa 50 con xuống biển, 50 con lên núi. Thì phong tục của mình thì ai cũng biết rồi, khỏi phải nói nhiều. Con rồng cháu tiên, đó là một cái DNA mà làm cho dân tộc Việt Nam tới ngày hôm nay không bị diệt vong bởi 5-6 nghìn năm Bắc Phương xâm lấn. Là vì có cái có cái dòng máu của trời, cho nên đâu phải dễ. Thấy không? Thì là con rồng cháu tiên, Lạc Lão Quân Âu Cơ ở đây 100 người đại khái như vậy. Còn ở bên kia cho em hỏi cái câu này, cái là hỏi cái biểu tượng này nó có ý nghĩa gì anh? Biểu tượng này hả? Biểu tượng có ý nghĩa gì? Trái tim là Phật, tâm mình là Phật, cái này là chữ thập, hướng thượng, bình đẳng, hướng thượng. Cái dấu này là dấu của Thượng Đế, cha của Chúa Giêsu. Thời nay tất cả nhân loại gom về trong tương lai một đạo, đạo Công giáo, đạo Hồi giáo, tất cả các đạo sau này sẽ thành đạo này hết. Vì nhân loại sẽ được upgrade lên 5D, là vì chúng ta đó cứ tranh giành Thượng Đế với Chúa mà giết nhau ở bên Trung Đông. Hôm nay chỉ có thời vàng kim, gọi là thời trong kinh Khải Huyền của bên anh nó có nói đó. Rồi hôm nay sẽ có một cái đạo mới ra đời, sẽ thống nhất tất cả các đạo. Vì bên Hồi giáo và bên Công giáo họ không có tin thần hồn đi chuyển thế từ sắc nam qua sắc nữ, hoặc nữ qua nam, hay là người Do Thái qua thành người Việt, tóc vàng thành tóc đen này, phải không? Không có tin. Là vì ngày xưa Chúa thời đó còn mặc áo da da cỏ mà. Hiền lành nghe con hiền lành nghe con, chỉ vậy thôi. Chứ Chúa không có một cái pháp môn nào ngồi thiền, hay là một cuốn kinh nào, hay một cái process nào để mà cho con người cao hơn nữa. Thì từ đó tới ngày hôm nay đã 2000 năm, con của Chúa chỉ là biết là làm bao nhiêu tội ngoại tình không biết bao nhiêu lần, cắm sừng trọng biết nhiêu kiểu luôn. Rồi cuối cùng cái vô cuối tháng hả gì cái lời xin tội đó, cái con cha đứng ngay cái bức màn nhung, bức cái màn á, ông ngồi ông nhai xin gom ở ngoài này á, con xin lỗi nghe là con ngoại tình vậy, cái em cha nó rồi xóa tội. Chuyện nó không có xóa dễ như vậy, cái nghiệp nó vô ăn lại do thức, cái a lại do thức của mình là trí nhớ, tự mình làm đau khổ mình trước khi mình làm sai chồng mình rồi. Cho nên đến ngày hôm nay Thiên Tâm ra đời để lên lớp từ trung học lên đại học bên Công giáo, cả bên Hồi giáo cũng là từ nguồn gốc của Công giáo, từ Abraham. Trong tương lai tất cả người Mỹ, người Việt trên thế giới chỉ có một đạo và biết có nhân quả,
và biết có nghiệp. Mình làm gì thì tự mình phải lãnh cái nghiệp đó. Trước tiên á, mà nói mình nhớ những cái chuyện mình làm sai thôi là mình ngủ không xong là cũng là nghiệp rồi. Mình hối hận á. Cho nên đạo này là gọi tóm lại trả lời câu anh là giống như Công giáo là trung học, Tin lành á, là cũng trung học, bữa nay lên đại học ra tiến sĩ. Đạo trời pháp Phật, thờ chỉ có một đấng độc giác thần thượng đế duy nhất, đó là ông trời, cha của tất cả muôn loài. Phật Thích Ca mang thân người cũng là con của thượng đế, nên nhớ. Nhưng mà mấy ông Phật, mấy ông thầy chùa thời nay không có hiểu, không có coi thượng đế là ra gì hết, cũng là sai. Bên Công giáo thì không có một cái pháp môn nào. Chúa hồi xưa có 3 năm chứ nhiêu, không có cúng kinh. Chúng ta phải ngồi thiền, chúng ta mới biết được chúng ta có linh hồn, và chúng ta có thể explore cái linh hồn chúng ta, và có thể đi thác cái body để mà communicate với những vị siêu hình, để chúng ta biết được cái gì thật, cái gì giả. Còn bây giờ ma quỷ nó bịt mắt bịt mũi, nó nói Hồ Chí Minh là Phật, cả 100 triệu dân tin là Phật. Hồ Chí Minh cầm cục gạch nung nóng đỏ trong tay thì nó cũng tin, tại vì chúng ta không có thần thông. Kiệt này có thần thông đó, ai thật ai giả Kiệt biết. Thì tóm lại, anh hỏi cái dấu thì Kiệt trả lời dấu đi vòng vòng hơi sai. Đạo trời pháp Phật, cái tâm, cái tim á, nó mình đi ngược quá, đi lên. Mỗi ngày thượng đế, tức là cha của chúng ta, tất cả nhân loại đều là con của thượng đế, thì phải hướng về cha, hướng thượng. Chứ chúng ta không có thể ở thế gian làm người hoài. Anh á, hên á, năm nay á, kỳ này á, anh mang thân này, đâu biết kỳ sao anh làm thân phụ nữ rồi bị bầm dập đâu. Hoặc là tức là anh, cái hồn của anh là bất diệt, nhưng mà anh làm cái gì là nó đều ghi nhớ trong cái lại giới thích, cũng giống như cái điện thoại, giống như con sim vậy đó. Thì con sim máy iPhone 10 có thể đổi qua 15 được mà, thì y chang như cái thân hồn chúng ta. Mà bên Công giáo không có biết cái đó, chỉ có hai cuốn kinh Tân Ước và Cựu Ước đã sai 800 điều trong đó. Kiệt học Công giáo có cái gì sai đâu. Hồi xưa ông Ogo Lê ông nói trái đất tròn, mấy ông mà Công giáo không, mày dám phản Chúa, Chúa nói trái đất là vuông dẹp. Chúa nào nói, chẳng qua là họ dùng cái đạo để họ thống trị Âu Châu, chém đầu ổng liền. Ta có chết trái đất vẫn tròn. Ai gái mình nói nhiều đạo này không mê gì ứng. Muốn nói tới chiều cũng nói. Cái sai này có thể nhìn qua cái góc cạnh khác. Được không anh? Anh phát biểu. Khoa học gia mà trời ơi. Khoa học gia. Theo cái nhìn riêng thì đương nhiên là mỗi cá nhân có một cái nhìn và cái quan điểm riêng. Thì nếu mà nói với một cái cách mà để enhance cái ý tưởng của anh thì theo tôi nhìn bên phải và bên trái, đúng và sai. Cái đó là anh cũng là sáng kiến á. Cái đúng và sai đó, cái hình ảnh, hình tượng của tim này nó như thế này. Thì this is the focal point. Đúng á. Và cái focal point này, cái trọng tâm của cái focal point này á, nếu mà anh nối liền cái life is balance, cuộc sống của đời nó có cái balance gì, khi mà anh nối cái nhìn mà nói như thế này thì cái đúng và sai nó đến đây nó sẽ thành cái kinh nghiệm. Dạ, anh muốn em sửa lại. Dạ không, cái này mình đây anh giải thích. Cái này không phải là mình nói mà thượng đế nói. Cho nên nếu mà mình khôn bằng thượng đế ấy, thì mình đổi ý của ngài. Ngài gọi cái này là thiên, thiên là ông trời nha. Tâm là Phật, thì đạo trời pháp Phật. Cái này nó có từ năm 1979. Cái này đã cứu nước Việt Nam khỏi chết hàng thứ nhì Covid trong hồi nãy năm 2019 không? 1920. Cái dấu hiệu này đã gãi khắp nước Việt và đã cứu rất là nhiều ý mà cho cái thời hiện tại này. Ai đeo dấu này tâm sẽ bình an, sẽ vượt qua. Chúng ta đang sống vào một cái giai đoạn gọi là nằm ở trong cái lồng sắt của quả địa cầu, nó náo động. 4-5 thằng nó đang đi ngoài á,
thì cả quả địa cầu 8 tỷ người cũng đang điên theo nó là bởi mấy thằng khùng mà sắp sửa bấm nút á. Thì cái bên này đó là cái sự kết nối để mà vào cái trọng tâm. Anh hiểu thôi, anh có nghĩa là biết thì cái anh có idea chậu ở nhà hoa hồng phải có ý kiến không? Cái đó nó còn nằm trên cái bông sen đó kìa. Bông sen là tượng trưng cho pháp Phật. Tại vì đạo trời pháp Phật. Nhưng mà cái bông sen này là cái nền tảng. Cái bông sen này Á Châu trong tương lai á, người ngoại quốc chỉ đeo giống như chiệt thôi. Hay là đeo cái thánh giá thêm trái tim nữa. Chúa sẽ nói các con sẽ được lên lớp rồi. Ta xuống ta cứu các con. Nhưng mà khi ta trở lại, các con sẽ không bao giờ nhìn biết và thấy được ta. Bởi vì Chúa mới nói phước cho ai không thấy mà tin, và tiếc cho ai thấy mà vẫn không tin. Chúa sẽ trở lại mà. Giờ Chúa đâu? Chúa anh đâu rồi? Đâu thấy được bằng mắt thường. Đâu đâu thấy bằng mắt thường đâu. Đây đây. Phước cho ai không thấy mà tin, tiếc cho ai thấy mà vẫn không tin. Đó. Thầy Chúa mới trở lại. Đi qua đây cùng. Khu này là em xây nhà 10 unit nè. Tóm lại là nó là một cái tôn giáo để cho trong nhân loại trong tương lai sau này hết Putin, hết thể chế cộng sản, hết những cái mà bất công, nó phải có cái nền đạo để đưa cho một cái thế hệ sau á sống với sự bình yên và an bình, thì phải có cái đạo. Chứ không phải mình dẹp hết mấy lãnh đạo điên này rồi, mấy lãnh đạo điên khác nó còn điên dữ hơn nữa, thì lúc đó thế giới sẽ đi về đâu? Nó phải có cái đạo. Đó là lãnh đủ. Lãnh đủ hả? Chứ không phải lãnh đạo hả? Không, lãnh đạo. Dạ, con có vô tin tên nghĩ sao? Dữ hơn nữa không? Con, cho nên nó phải có cái đạo. Đạo trời á, con sư phụ. Đạo trời, pháp Phật. Gặp được Chúa chưa? Em gặp được Chúa đây. Chúa đây. Anh ở Trung giáo này không? Dạ. Gặp được Chúa rồi. Dạ. Gặp được Chúa rồi. Dạ. Đó thì Chúa đồng hành với mình thôi. Chúa ở trong tim mình nè. Đúng rồi. Bây giờ mình có Chúa để cho Chúa phát ra hay không thôi. Ừ. Đó. Gặp được Chúa rồi đó. Trong này như là đời, ngoài đó là đạo. Thì cái mà ý tưởng của anh á, mà xây á, đất dài trỏng anh xây trong đó chừng 10 unit ở bên này, rồi phát triển cái khu bên này, quá cầu này vẫn là đất Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang. Thì đó, đất còn rộng á. Sức còn thêm cái chừng coi như là khu này anh muốn thì mấy đứa đại tưởng làm sân khấu sẵn nè, chắc năm sau Tết mình làm đây được. Dạ. Tổ chức hội chợ luôn anh ha. Dư sức luôn. Dạ. Nhưng mà phải có những người mà năng động như Phương nè, phải có cái đầu máy nó mới kéo được xe lửa mà. Dạ. Nó năng động. Vì là anh làm cố vấn đi. Thôi mình nhiều chuyện mình làm mình đâu có. Dạ. Ok, dạ cảm ơn. Anh Kiệt đã bỏ thời gian quý báu cho mình ăn thái đoàn ở bên World Day sáng hôm nay hả? Dân dân xin chụp tấm hình đi. Chương trình kế tiếp thì về cái ở đây thì mới đã coi trên bản đồ, mình cũng đã tham quan ở trên bản đồ rồi, mà còn đây diện tích này mà mình đi thăm chắc không biết cái chừng nào cho hết. Còn nhau không chậm nữa. Dạ thì bây giờ đó là xin cái bên cái đội ngũ của em sẽ rút về để còn làm cái
tiếp theo. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Đâu mình chụp hình với anh. Lên đây chụp đi. Lên đúng đây. Lên xin chụp. Rồi chụp lên đây. Anh đứng giữa đi cho lại hai người cho hợp gia. Rồi, đứng đây đi. Đúng rồi, anh đứng trước cho. Ai muốn chụp ra phía sau. Rồi. Ủa Nhân đâu rồi? Đây đằng sau lưng là mời đang trước kế bên anh kịp. Em nghĩ là ba lớp đây mời anh chụp xuống dưới đây chút xíu. Đó, vậy đây có trời cháu nhiều chuyện. Rồi. Nhân đâu rồi? Anh Nhân đâu rồi? Tạm biệt. Đây, kiếm quay trường kiếm. Xuống đây. Xuống đây. Đưa đây chị chụp cho. Dạ dạ dạ. Chị nắm vô để em chụp cho. Có hình này. Rồi Phương đứng đây với anh Phương. Cái bên trái cái bên này. Chị đứng hỗ trợ đứng lại luôn. Đây. Cao lắm mà. Rồi, anh chị không chụp hình chị. Rồi. Mời mọi người bước vào để cho hai máy thôi nha. Mình sẽ. Rồi lát rồi thay phiên nha. Khi mình đếm 1 2 3 máy. Ai sắp xếp đứng ra ngoài sao thấy gương mặt mình nha. Nó sẽ không tập trung. Đánh dấu cho ngày hôm nay. Cái mình ơi. Rồi rồi. Cái mình. Dạ mình lui lại một chút xíu nha. Rồi rất là. Xin mời. Cái này nó hơi bị trống nè. Xin mời ai có thể cho dũng đứng vô đây bị bên này nó vậy nè. Ha, xin mời. Bên này bớt đi. Dạ, đâu bên này bớt đi. Rất là đẹp giữa khu vực này nha. Đếm. 1 2 3. 1 2 3. Có ai còn muốn vào không ạ? À? Cho cái hình có trái tim đi. À rồi. Rồi, rồi bắn tim ha. Vô vô, chắc vô em chụp luôn. Mọi người bắn tim cùng lúc nha. Ước mơ sẽ là cái gì nè? Ước mơ của người Việt sẽ thành hiện thực. Đến với nhau bằng cái tâm á mà. Rồi. Mình chỉ là thăm ấp là được rồi. Thăm ấp. Ok. 1 2 3. Rồi chăm chụp thử cái nữa. Ok, rồi. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nóng quá. Bây giờ mình tập trung ở đâu rồi đang nè để tại vì có qua một cái văn phòng của bên phải là cái